Hội chứng mạch vành cấp, trong đó nhồi máu cơ tim có ST chênh lên, đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Trong những năm vừa qua, các bước tiến trong chẩn đoán với xét nghiệm troponin siêu nhạy và những tiến bộ trong điều trị từ sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đến can thiệp động mạch vành thi đầu, từ sự ra đời của các stent phủ thuốc thế hệ thứ 2 và thứ 3 tới những ưu việt của các dòng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu mới đã giúp cải thiện đáng kể tiên lượng bệnh. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều thách thức từ phía người bệnh do sự thiếu nhận thức khiến họ thường tới viện muộn, đến năng lực chẩn đoán và điều trị còn chưa đồng đều giữa các tuyến y tế. Hãy đến với Tâm điểm 2020 số thứ 8 để cùng bàn luận trực tiếp với các chuyên gia về những cơ hội và thách thức trong chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim có ST chênh lên. Chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để giảm tỷ lệ tử vong? Hội chứng mạch vành cấp, trong đó nhồi máu cơ tim có ST chênh lên, đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Trong những năm vừa qua, các bước tiến trong chẩn đoán với xét nghiệm troponin siêu nhạy và những tiến bộ trong điều trị từ sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đến can thiệp động mạch vành thi đầu, từ sự ra đời của các stent phủ thuốc thế hệ thứ 2 và thứ 3 tới những ưu việt của các dòng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu mới đã giúp cải thiện đáng kể tiên lượng bệnh. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều thách thức từ phía người bệnh do sự thiếu nhận thức khiến họ thường tới viện muộn, đến năng lực chẩn đoán và điều trị còn chưa đồng đều giữa các tuyến y tế. Hãy đến với Tâm điểm 2020 số thứ 8 để cùng bàn luận trực tiếp với các chuyên gia về những cơ hội và thách thức trong chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim có ST chênh lên. Chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để giảm tỷ lệ tử vong? Hội chứng mạch vành cấp, trong đó nhồi máu cơ tim có ST chênh lên, đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Vâng, kính chào quý đồng nghiệp đến với chương trình Tâm điểm 2020 số thứ 8. Rất vui mừng được gặp lại quý đồng nghiệp trong chương trình Tâm điểm ngày hôm nay. Và tôi, thạc sĩ bác sĩ Trần Tuấn Việt, đến từ bộ môn tim mạch Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, trong vai trò người dẫn chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng có 7 kỳ phát sóng, những buổi tọa đàm khoa học của chương trình Tâm điểm 2020 đã giúp quý đồng nghiệp cập nhật được những kiến thức mới và bổ ích, thiết thực trong thực hành lâm sàng. Tâm điểm 2020 mong một hình thức tọa đàm mới, trong đó các chuyên gia tim mạch và y học trong cả nước sẽ liên tục cập nhật các tin tức chất lọc, trình bày các chuyên đề chuyên sâu, chia sẻ các kinh nghiệm quý giá và trả lời các câu hỏi thực tiễn của các bác sĩ và từ đó đưa ra những thông điệp ý nghĩa cho các nhà lâm sàng và bệnh nhân. Với thông điệp xuyên suốt, đồng hành, đồng sứ mệnh, chương trình chắc chắn sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng các quý đồng nghiệp mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần từ 9 giờ đến 10 giờ sáng. Chúng tôi rất mong tiếp nhận được sự tham gia, góp ý và đặc biệt là tương tác của quý đồng nghiệp với các chuyên gia khách mời trong phần trao đổi về những chủ đề tim mạch trọng tâm. Xin quý vị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và đặt câu hỏi trong phần bình luận. Chủ đề của chương trình Tâm điểm 2020 tuần này là chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, thách thức và cơ hội. Sau đây là các nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Phần 1, tim mạch 24/7. Phần 2, chuyên đề nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, thách thức và cơ hội. Phần 3, hỏi đáp trực tuyến. Phần 4, thông điệp chuyên gia. Trong chuyên mục tim mạch 24/7 ngày hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua một số kết quả từ các nghiên cứu mới được đăng tải. Tình trạng cuồng nhĩ dai dẳng liệu có gây ra hiện tượng tái cấu trúc nhĩ trái như trong rung nhĩ? Kết quả từ một nghiên cứu thực nghiệm trên động vật. Phân tích thử nghiệm Triumph đánh giá mối liên quan giữa điều trị thuốc viên kết hợp và điều trị theo quán tính ở bệnh nhân tăng huyết áp. Đánh giá và so sánh tình trạng suy chức năng vi tuần hoàn mạch vành giữa nam và nữ trong một nghiên cứu được tiến hành tại Hàn Quốc. Tình trạng nhiễm COVID liệu có ảnh hưởng trực tiếp trên tim mạch? Kết quả từ nghiên cứu tổn thương tim thông qua phim chụp MRI tim ở những bệnh nhân vừa hồi phục sau nhiễm COVID-19. Ngưỡng nhiệt mục tiêu nào là phù hợp trong thủ thuật hạ thân nhiệt để điều trị những bệnh nhân hôn mê sau ngừng tuần hoàn? Thông tin chi tiết, xin mời quý đồng nghiệp cùng theo dõi chuyên mục tim mạch 24/7 ngay sau đây. Như chúng ta đã biết, cuồng nhĩ và rung nhĩ đều có liên quan đến tình trạng tái cấu trúc nhĩ do rung nhĩ.
Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu thực nghiệm nào tìm hiểu tình trạng tái cấu trúc trong cuồng nhĩ dai dẳng. Vì vậy, các tác giả Canada đã làm một nghiên cứu trên loài chó để đánh giá tình trạng tái cấu trúc nhĩ do cuồng nhĩ dai dẳng và hoặc rung nhĩ. Trong đó, người ta sử dụng các đường tổn thương liên tục do triệt đốt RF để tạo ra những cơ chất hình thành cơn cuồng nhĩ dai dẳng phụ thuộc eo. Theo đó, sẽ có 4 nhóm đối tượng được theo dõi trong 3 tuần. Cuồng nhĩ dai dẳng, rung nhĩ dai dẳng với tần số nhĩ lớn hơn 600 chu kỳ trên phút, nhóm rung nhĩ xen kẽ cuồng nhĩ và nhóm nhịp xoang có cơ chất gây cuồng nhĩ làm nhóm chứng. Tất cả các đối tượng trong nghiên cứu đều được triệt đốt nút nhĩ thất và tạo nhịp thất 80 chu kỳ trên phút để kiểm soát tần số thất. Kết quả cho thấy cuồng nhĩ dai dẳng gây những thay đổi về tái cực nhĩ giống rung nhĩ, nhưng không gây tái cấu trúc như rung nhĩ hoặc rung nhĩ kết hợp cuồng nhĩ. Điều này gợi mở một cái nhìn mới về tình trạng tái cấu trúc nhĩ do cuồng nhĩ. Từ đó có thể thấy việc can thiệp sớm giúp dự phòng được quá trình sơ hóa không thể phục hồi tại nhĩ ở bệnh nhân cuồng nhĩ. Hiện nay, số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 vẫn đang tăng trên toàn thế giới. Các báo cáo ca bệnh cho thấy loại virus này có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Tuy nhiên, các tác động cụ thể như thế nào vẫn còn là một câu hỏi. Gần đây, các nhà khoa học tại Đức đã thực hiện một nghiên cứu thuần tập trên 100 bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ tháng 4 tới tháng 7 năm 2020. Kết quả đánh giá sau trung bình 71 ngày kể từ khi được chẩn đoán bệnh cho thấy troponite độ nhạy cao đạt ngưỡng phát hiện ở 71% và tăng đáng kể ở 5% bệnh nhân. Đồng thời so sánh các nhóm chứng, các bệnh nhân sau COVID-19 có chỉ số EF thấp hơn, thể tích thất trái lớn hơn, trọng lượng thất trái lớn hơn và tăng tín hiệu T1 và T2. Trong đó có 78% có kết quả MRI tim bất thường và 60% có tình trạng viêm cơ tim. Các kết cục này độc lập với các tình trạng bệnh trước đó. Tuy đây chỉ là một nghiên cứu trên cỡ mẫu nhỏ nhưng vẫn là lời cảnh báo cho các bác sĩ cần chú ý đánh giá các hậu quả lâu dài về tim mạch ở các bệnh nhân sau nhiễm COVID-19. Hiện nay, việc sử dụng các thuốc viên phối hợp đang ngày càng được khuyến cáo như một phương thức điều trị đầu tay hoặc nên khởi đầu sớm đối với bệnh nhân tăng huyết áp do hiệu quả giảm các tác dụng phụ. Tuy nhiên, hiệu quả đối với điều trị theo quán tính vẫn còn là một câu hỏi. Vì vậy, các tác giả của thử nghiệm Triumph đã thực hiện một phân tích thứ phát để đánh giá mối liên quan này. Đây là một phân tích hậu kiểm của một nghiên cứu ngẫu nhiên với 700 bệnh nhân tăng huyết áp sử dụng thuốc viên kết hợp Temisartan 20mg, Amlodipine 2,5mg và Clothianidone 12,5mg hoặc thuốc thông thường. Điều trị theo quán tính được định nghĩa là không thay đổi thuốc ở bệnh nhân chưa đạt huyết áp mục tiêu. Kết quả cho thấy, trong nhóm chưa đạt huyết áp mục tiêu, tỷ lệ đang dùng thuốc kết hợp cao hơn nhóm thông thường ở thời điểm 6 và 12 tuần, 86,8% so với 63,9%, P nhỏ hơn 0,01 và 90% so với 64,8%, P nhỏ hơn 0,01. Kết thúc nghiên cứu, tỷ lệ đạt huyết áp mục tiêu của hai nhóm lần lượt là 69,5% và 55,3%. Như vậy, việc sử dụng thuốc viên kết hợp làm tăng tỷ lệ điều trị theo quán tính. Tuy nhiên, loại thuốc này cũng giúp đơn giản hóa điều trị và cải thiện tỷ lệ kiểm soát huyết áp sau 6 tháng. Tương lai, chúng ta cần có các nghiên cứu đánh giá từng nhóm cá thể chưa đạt huyết áp mục tiêu để có thể cải thiện các phương pháp điều trị. Trong bối cảnh ngưỡng nhiệt độ mục tiêu trong điều trị hạ thân nhiệt ở bệnh nhân hôn mê sau ngừng tim vẫn còn chưa rõ ràng, các bác sĩ tại Hoa Kỳ đã thực hiện một nghiên cứu thuần tập để trả lời câu hỏi liệu mức độ nặng của bệnh nhân có liên quan đến thay đổi giữa mức nhiệt mục tiêu và kết cục của bệnh nhân không. Nghiên cứu được thực hiện trên 1.319 bệnh nhân hôn mê sau ngừng tim tại một trung tâm bang Pennsylvania từ tháng 1 năm 2010 tới tháng 2 năm 2020. Đánh giá mức độ bệnh dựa trên thang điểm hôn mê và suy tạng, tình trạng phù não và các dấu hiệu ác tính trên điện não đồ sau hồi sinh tim phổi. Theo đó, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân phù não và điện não đồ ác tính lần lượt là 98,4% và 96,3%, bất kể nhiệt độ mục tiêu nào. Ở nhóm sống sót, so sánh giữa nhóm được hạ thân nhiệt xuống 33 độ C và 36 độ C và không có phù não nặng hay điện não đồ ác tính, các tác giả thấy tỷ lệ sống sót thấp hơn ở nhóm hôn mê nhẹ đến vừa và không có sốc. Khác biệt về nguy cơ là âm 13,8% nhưng cao hơn ở nhóm phù nhẹ đến vừa và suy tim phổi. Khác biệt về nguy cơ là 9,7%. Các tác giả thấy rằng hạ thân nhiệt đến 33 độ C liên quan đến tỷ lệ sống sót cao hơn 36 độ C ở bệnh nhân có tình trạng nặng nhưng không có phù não hay điện não đồ ác tính sau ngừng tim. Ngược lại, hạ thân nhiệt đến 36 độ C làm tăng tỷ lệ sống sót ở bệnh nhân có tình trạng nhẹ đến vừa. Tuy đây là một nghiên cứu quan sát, nhưng kết quả này cũng phù hợp với một số nghiên cứu lâm sàng và thuần tập trên cơ mẫu nhỏ trước đây. Như vậy, các bác sĩ có thể thêm một số yếu tố để quyết định ngưỡng nhiệt mục tiêu trong điều trị hạ thân nhiệt sau ngừng tim.
suy chức năng vi tuần hoàn vẫn được coi là một trong những nguyên nhân gây đau thắt ngực ở nữ giới. Một số nghiên cứu đã thấy tình trạng này có liên quan đến tăng nguy cơ gặp các biến cố tim mạch. Tuy nhiên, đây thường là các nghiên cứu không xâm lấn và không có nhóm chứng với nam giới. Vì vậy, các bác sĩ tại Hàn Quốc đã thực hiện một nghiên cứu so sánh giữa nam và nữ bằng cách đánh giá dòng dự trữ mạch vành CMA và chỉ số kháng trở vi tuần hoàn IMA thực hiện trong quá trình chụp mạch vành qua da đối với các tổn thương được điều trị bảo tồn. Với 434 bệnh nhân, các tác giả thấy nữ giới có bệnh lý ngoại tâm mạc nhẹ hơn nam. Phân suất dự trữ vành FFA là 0,91 so với 0,90, P bằng 0,037. Đồng thời, IMA tương tự giữa hai giới nhưng CFA thấp hơn ở nữ, 2,69 so với 3,2, P bằng 0,006 do thời gian vận chuyển trung bình khi nghỉ ngắn hơn. Sau 5 năm theo dõi, tỷ lệ gặp biến cố tim mạch lớn mắc thấp hơn đáng kể ở nữ, 1,1% so với 5,5% với P bằng 0,017. Như vậy, không có sự khác biệt về giới khi đánh giá chức năng vi tuần hoàn bằng IMA. Mặc dù CFA thấp hơn ở nữ, nhưng tỷ lệ biến cố về dài hạn của các tổn thương điều trị bảo tồn ở nữ tốt hơn nam. Tuy nhiên, đây vẫn là một nghiên cứu trên số nhỏ bệnh nhân. Để có một kết quả thuyết phục hơn, chúng ta cần các nghiên cứu tiến cứu ngẫu nhiên với cỡ mẫu lớn hơn. Kính thưa quý đồng nghiệp, vừa rồi là bản tin tim mạch 24/7. Trở lại chương trình tâm điểm 2020 số thứ 8 ngày hôm nay với chủ đề chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim cấp đoạn ST chênh lên, thách thức và cơ hội. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai chuyên gia khách mời trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Người đầu tiên xin kính trân trọng kính mời Phó sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Tổng thư ký Hội Tim mạch Việt Nam. Vâng, xin chào các bạn đồng nghiệp đang tham dự chương trình tâm điểm của chương trình online. Xin chào các bạn với lời chào tháng 8 và cũng xin chia sẻ lời cảm thông với các bạn đồng nghiệp của chúng ta đang tập trung tại Đà Nẵng để chiến đấu với dịch COVID. Vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thượng Dũng, Chủ tịch Phân hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam. Vâng, xin chào các đồng nghiệp. Đầu tiên thì tôi xin cảm ơn chương trình tâm điểm đã mời tôi hôm nay có một cái dịp rất là quý báu để cùng trao đổi và trình bày về một cái đề tài cũng rất là quan trọng, đó là nhồi máu tim cấp ST trên lên. Và cũng như Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang thì cũng xin chia sẻ cái lời mà rất là cảm thông và chia sẻ và ủng hộ đối với các đồng nghiệp ở tại Đà Nẵng đang chống dịch COVID. Vâng, xin cảm ơn thầy. Kính thưa quý đồng nghiệp, khi cuộc sống hiện đại đang dần thay đổi, những yếu tố nguy cơ tim mạch ngày càng gia tăng như tỷ lệ tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, stress hay thậm chí là tình trạng ô nhiễm môi trường. Trong bối cảnh đó, tần suất mắc các bệnh lý tim mạch chuyển hóa, đặc biệt là các bệnh lý động mạch vành cũng ngày càng gia tăng cùng với các yếu tố nguy cơ tim mạch. Hội chứng vành cấp, đặc biệt là nhồi máu cơ tim cấp có đoạn ST chênh lên là một cấp cứu về mặt nội khoa với tỷ lệ tử vong cao, luôn đòi hỏi xử trí nhanh nhạy và chính xác. Cho tới thời điểm hiện tại, trong tay các bác sĩ lâm sàng đã có nhiều hơn những công cụ để chẩn đoán và điều trị. Các guideline chi tiết về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim cấp có đoạn ST chênh lên của các tổ chức tim mạch lớn như ESC hay Trường môn tim mạch Hoa Kỳ vẫn luôn tiếp tục cập nhật cùng với sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán, các thủ thuật như can thiệp động mạch vành qua da với các loại stent mới, các dụng cụ mới. Dữ liệu lâm sàng từ các thế giới thực hay từ các nghiên cứu lớn ngày càng làm rõ ràng thêm bức tranh bệnh lý nhồi máu cơ tim. Từ đó, các bác sĩ lâm sàng tại tuyến đầu hay tại các tuyến chuyên khoa có thêm những bằng chứng thuyết phục để có thể xử trí chính xác và kịp thời các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp. Ngay sau đây, xin mời quý đồng nghiệp theo dõi phần trình bày của Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thượng Dũng về vấn đề chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim cấp đoạn ST chênh lên, thách thức và cơ hội. Trong thời gian này, quý đồng nghiệp đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm, góp ý hay chia sẻ các thắc mắc tới các chuyên gia tại phần bình luận bên dưới ứng dụng Facebook, YouTube hay Zoom. Vâng, xin trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thượng Dũng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Trần Tuấn Việt. Vậy thì tôi xin được trình bày tóm tắt về cái chẩn đoán và xử trí nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, thách thức và cơ hội năm 2020. Thì trước khi chúng ta đi vào phần xử trí thì xin nhắc lại một số cái khái niệm mà nó là nền tảng để cho cái thái độ xử trí của chúng ta. Trên cái slide này thì các đồng nghiệp sẽ thấy cái hình trung tâm đó là một cái động mạch vành cắt dọc. Và chúng ta thấy ở cái phần trên đó là các cái thành tố mà để tạo nên mạng sơ vữa. Giai đoạn đầu là tế bào hoạt, vệt mỡ xuất hiện rất là sớm. Sau đó là tổn thương trung gian, mảng vữa, mảng sơ. Và quan trọng nhất đó là cái giai đoạn, cái tổn thương cuối cùng đó là một cái mảng sơ vữa không ổn định nứt vỡ. Chúng ta thấy ở cái phần dưới đây là nói diễn tiến của thời gian tuổi thập niên 10, thập niên 30 và thập niên 40.
chúng ta sẽ thấy rằng cái những cái mà tổn thương xuất hiện rõ là bắt đầu ở thập niên 40. Tuy nhiên cái cơ sở của nó, những cái nền tảng ban đầu đã xuất hiện rất sớm, từ khoảng 20 tuổi đã bắt đầu xuất hiện. Và trên cái slide này chúng ta cũng chú ý cái việc mà tăng thể tích của mảng xơ vữa trong giai đoạn mạc, tức là trong cái hội chứng mạch vành màng ổn định, thì thường đã tăng 10 đến 20%, nó sẽ mất một cái thời gian là vài tháng đến vài năm. Trong khi đó, nếu một mảng xơ vữa từ mạng chuyển sang không ổn định thì chúng ta thấy nứt vỡ do viêm nhiễm và tạo huyết khối. Và với vai trò của huyết khối thì cái thể tích nó có thể tăng lên rất là nhanh, từ một cái mảng xơ vữa hẹp 60% nó có thể tăng lên 100% và tắc hoàn toàn. Thì lúc này những cái biến cố nặng nề và tử vong có thể xảy ra. Do đó người ta rất quan tâm đến một cái tổn thương mạch vành, và đặc biệt là khi nào nó chuyển sang cấp. Trên cái slide này thì các đồng nghiệp sẽ thấy ở đây là trình bày các cái đặc điểm tổn thương mạch vành cấp. Chúng ta thấy ở trên đó là phần trên đó là một cái tổn thương mạch vành ổn định, lớp vỏ dày và lõi dầu lipid. Ở phần dưới chúng ta thấy ba cái dạng tổn thương của mạch vành cấp. Phần thứ nhất đó là chúng ta thấy là nứt vỡ một mảng xơ vữa tạo huyết khối trong lòng mảng xơ vữa. Cái thứ hai đó là nứt vỡ mảng xơ vữa tạo huyết khối trong lòng mảng xơ vữa đồng thời lan vào trong lòng mạch máu. Và cái thứ ba là nứt vỡ mảng xơ vữa tạo huyết khối trong lòng mảng xơ vữa và huyết khối lan lấp tắc hoàn toàn mảng xơ vữa. Như vậy thì cái điểm đầu tiên chúng ta thấy cái đặc điểm của một cái tổn thương mạch vành không ổn định đó là cái việc khả năng tạo thành huyết khối. Và chúng ta ngày hôm nay trọng tâm cái bài của chúng ta đó là cái nhồi máu tim cấp ST trở lên, đó là một cái trường hợp mà huyết khối tắc hoàn toàn cái lòng mạch vành và xảy ra trong một thời gian rất là nhanh. Về cái tiếp cận hội chứng mạch vành cấp thì ngay từ những năm 2012-2015 thì theo các khuyến cáo, ở đây chúng ta có khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2015 thì người ta khuyến cáo khi chúng ta tiếp cận một cơn đau ngực trái cấp hoặc là nghi ngờ hội chứng mạch vành cấp thì cái việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là chúng ta phải đo và đọc được cái điện tâm đồ. Và sau khi đo và đọc điện tâm đồ thì chúng ta sẽ phân luồng cho cái thái độ xử trí thành hai nhóm. Trong đó có cái nhóm rất là quan trọng mà chúng ta đang tập trung thảo luận ngày hôm nay, đó là nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên. Như vậy thì chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên thì đầu tiên chúng ta nhớ rằng trước đây chúng ta có cái bộ ba tiêu chuẩn chẩn đoán. Cái thứ nhất là triệu chứng lâm sàng, đó là một cơn đau thắt ngực không ổn định, nặng nề. Với các cái tính chất ví dụ như là không cần gắng sức, nghỉ ngơi cũng đau, thời gian kéo dài trên 20 phút, mức độ thì nặng nề, dữ dội, triệu chứng kèm theo thì nặng nề, ví dụ như vã mồ hôi, choáng váng, chóng mặt và không đáp ứng với nghỉ ngơi hoặc nitroglycerin, đó là một cái cơn đau thắt ngực không ổn định nặng nề. Cái bộ ba thứ hai đó là cái sự biến đổi động học của điện tâm đồ. Thì các bạn đồng nghiệp sẽ thấy với cái đặc điểm của nó là ST trên lên. Tuy nhiên, cái tính chất biến đổi động học thì vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta quyết định cái chẩn đoán S nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên. Một cái điện tâm đồ, nếu ST trên lên mà chúng ta đo lặp đi lặp lại mà không biến đổi, thì cái giá trị chẩn đoán nó sẽ thấp hơn. Và theo khuyến cáo của EC năm 2017, thì cái việc đo điện tâm đồ chúng ta phải thực hiện trong vòng 10 phút kể từ khi chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân. Và đây là cái điều bắt buộc. Chúng ta làm điện tâm đồ lặp lại mỗi 15 đến 30 phút trong những trường hợp mà chúng ta chẩn đoán chưa chắc chắn để theo dõi cái sự biến đổi động học. Chúng ta phải chuẩn bị xử trí những cái loại loạn nhịp nguy hiểm, ví dụ như rung thất. Và người ta nhắc mình là trong trường hợp nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp thành sâu thì chúng ta phải đo theo chuyển đạo V7, V9. Trong trường hợp nhồi máu cơ tim cấp thành dưới thì chúng ta phải đo thêm chuyển đạo V3R, V40R để khảo sát là có bị nhồi máu cơ tim thất phải hay không. Và đặc biệt người ta nhắc mình, tức là cái việc mà khi các bạn tiếp xúc với một trường hợp đau ngực trái cấp hoặc nhồi máu cơ tim cấp thì chúng ta phải đo và đọc điện tâm đồ trong vòng 10 phút để chúng ta phân luồng cái thái độ xử trí. Cái bộ ba thứ ba trong cái chẩn đoán nhồi máu tim cấp trước đây đó là cái diễn biến động học của men tim. Như vậy các đồng nghiệp sẽ thấy là tiêu chuẩn điện tâm đồ và tiêu chuẩn của men tim đều là phải biến đổi động học. Ở đây thì mình trình bày nhanh, ở đây có hai cái men tim mà được công nhận đặc hiệu cho nhồi máu cơ tim cấp, đó là CKMB và troponin. Và ngày nay thì khuynh hướng người ta dùng troponin nhiều hơn. Và gần đây thì là HS troponin, tức là troponin siêu nhạy. Như vậy thì với cái chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp trước đây, ví dụ tiêu chuẩn của WHO năm 1979, thì các đồng nghiệp sẽ thấy là dựa trên cái bộ 3 tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng là cơn đau thắt ngực kiểu mạch vành, biến đổi điện tim kiểu thiếu máu cục bộ cơ tim cấp, và thứ ba là men tim biến đổi động học. Và chỉ cần 2/3 là chúng ta đã có thể chẩn đoán là nhồi máu tim cấp nghi ngờ, và 3 tiêu chuẩn thì chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp chắc chắn. Tuy nhiên, với cái quan niệm sau này,
Gần đây thì nhồi máu cơ tim cấp được xác định, định nghĩa là khi có tế bào cơ tim bị chết. Mà tế bào cơ tim chết tức là hoại tử thì men tim bắt buộc phải tăng. Do đó thì với năm bắt đầu từ cái tiêu chuẩn đồng thuận toàn cầu nhồi máu tim cấp từ lần thứ 3, lần thứ 4, thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp đã thay đổi với cái tiêu chuẩn tăng động học của men tim trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, nghĩa là phát hiện gia tăng và hoặc giảm sau đó của men tim, tức là nói lên cái tính chất động học của các cái men tim đặc hiệu, ví dụ như troponin, ít nhất một giá trị trên bất phân người thứ 99 kèm theo một trong các biểu hiện sau. Thứ nhất, lâm sàng là cơ đau thắt ngực. Thứ hai là biến đổi điện tim của kiểu thiếu máu cơ tim cấp. Thứ ba và thứ tư, đó là hai tiêu chuẩn mới đưa vào. Đó là cái tiêu chuẩn về hình ảnh học của một vùng cơ tim mới mất và tiêu chuẩn huyết khối trong lòng mạch vành. Như vậy, các đồng nghiệp sẽ thấy tới năm 2012 thì tiêu chuẩn chẩn đoán nhồi máu tim cấp đã có thay đổi, trong đó tiêu chuẩn men tim trở thành tiêu chuẩn bắt buộc và kèm với một trong các tiêu chuẩn sau. Trong đó người ta có đưa vào hai tiêu chuẩn nữa. Đó là một tiêu chuẩn về hình ảnh học là một vùng cơ tim mới chết hơn mới mất. Ví dụ như là trên siêu âm tim chúng ta thấy vùng giảm động, vô động hoặc là huyết khối trong lòng mạch vành. Thì từ những cái đó thì chúng ta đưa đến cái việc mà cái thái độ điều trị của ST trên lên là như thế nào. Như vậy thì nguyên lý điều trị của nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên mà khi giải thích thì chúng tôi hay mượn cái hình ảnh của một cái cánh đồng lúa đang bị khô hạn và lúa đang chết. Như vậy thì người nông dân xử trí cái cánh đồng lúa bị khô hạn đang chết này như bằng các biện pháp nào? Thì thông thường người nông dân xử lý những cái vấn đề của cánh đồng lúa, ví dụ như là nhổ cỏ, như là bón phân, như là phun thuốc, như là tưới nước, như là bắt sâu. Thì đối với một cánh đồng lúa mà khô hạn vì không có nước tưới thì cái việc nhổ cỏ là không tác dụng, cỏ nhiều khi cũng chết vì không có nước, bón phân cũng không tác dụng, phun thuốc cũng không tác dụng. Bắt sâu thì chắc chắn cũng không tác dụng, có khi sâu cũng chết vì không có nước. Như vậy thì cái biện pháp điều trị và hiệu quả duy nhất đó là tưới nước. Thì tương tự như vậy, nhồi máu tim cấp đó là một cái huyết khối tắc hoàn toàn một nhánh mạch vành và đang có một vùng cơ tim hoại tử sắp sửa chết hoặc là đang chết vì không có máu tưới. Vì cái việc mà một mảng sơ vữa ổn định trở nên không ổn định, huyết khối lấp tắc hoàn toàn. Thì cái thái độ điều trị của ngày hôm nay chúng ta đó là tái tưới máu trở lại. Trên hình này thì chúng ta có một cái hình ảnh chụp mạch vành tắc hoàn toàn một cái động mạch vành mũ và cái điều trị mà hiệu quả nhất là chúng ta tái thông trở lại. Như vậy nguyên một cái vùng cơ tim được cứu sống, còn tất cả những biện pháp điều trị khác như là thở oxy, kháng cái tập tiểu cầu, kháng đông vân vân thì đều không cứu được cái vùng cơ tim này. Và người ta nhắc mình cái liệu pháp, cái hiệu quả của cái liệu pháp tái tưới máu này sẽ phụ thuộc vào mặt thời gian. Trên cái trục tung đó là cái lợi ích đạt được của vấn đề tái tưới máu từ 0 đến 100%. Trên trục hoành đó là cái thời gian chúng ta tái tưới máu. Như vậy các đồng nghiệp sẽ thấy rằng chúng ta tái tưới máu càng sớm thì hiệu quả càng cao. Trong vòng 3 giờ đồng hồ đầu tiên thì cái lợi ích đạt được từ 50 đến 100%. Và hiện nay cho phép tới cái thời điểm 12 giờ. Như vậy thì nguyên lý điều trị của nhồi máu tim cấp ngày hôm nay đó là chúng ta phải tăng cái khối lượng cơ tim được cứu sống. Để tăng được khối lượng cơ tim được cứu sống thì chúng ta phải phát hiện bệnh sớm để điều trị sớm bằng điều trị tái tưới máu. Còn những điều trị khác thì không hiệu quả. Do đó thì các bạn sẽ thấy người ta đưa ra cái khái niệm thời gian là khối lượng cơ tim, thời gian là vàng. Thì cái kết cục chúng ta mới đạt được đó là giảm hậu quả, giảm biến chứng và giảm tỷ lệ tử vong. Như vậy thì trên cái slide này trình bày cho chúng ta một cách tóm tắt cái thái độ xử trí của nhồi máu tim cấp. Ở đây chúng ta thấy là đây là các cái mốc thời gian mà chúng ta sẽ bàn ở sau. Và cái thời gian là vàng, thời gian là khối lượng cơ tim cứu sống. Trên cái hình này các đồng nghiệp sẽ thấy đây là một bác sĩ cho một điều dưỡng, trên xe cắm cái cờ y tế và trên tay cô điều dưỡng này đang nắm một cái cờ. Thì đây là đang tham gia một cái cuộc chạy tiếp sức. Ví dụ như chúng ta chạy trong vòng 3 km thì cái đội này nó sẽ có 3 phân đội. Đội này sẽ bằng cái tốc độ tối đa của mình chạy tới cái cột mốc km đầu tiên và chuyển cái cờ này cho cái đội phân đội thứ hai. Phân đội thứ hai chạy tới cái cột mốc thứ hai và chuyển cho đội thứ ba. Như vậy thì cái tổng cái thành tích của cái cuộc chạy này nó sẽ là tổng thành tích của ba đội. Ở đây người ta ý muốn nói tới cái việc là chúng ta để mà có cái thời gian vàng này thì phải có một cái hoạt động teamwork, tức là phải có một cái sự phối hợp của tất cả các thành phần. Và như vậy thì ngày hôm nay khuyến cáo tốt nhất là chúng ta tái tưới máu trong vòng 3 giờ, còn cho đến thời điểm 12 giờ thì vẫn là chỉ định class 1. Và vì cái mục tiêu mà để tái tưới máu càng sớm càng tốt thì các bạn sẽ thấy rằng men tim thì là tiêu chuẩn quan trọng, nhưng người ta khuyến cáo rằng trong trường hợp mà triệu chứng lâm sàng điển hình
điện tâm đồ điển hình thì xét nghiệm miên tinh men tim trong giai đoạn cấp là rất cần thiết cho chẩn đoán ST trên lên. Tuy nhiên không chờ kết quả để khởi động điều trị tái thiếu máu. Chỉ định nhóm 1 mức độ khuyến cáo C. Như vậy các đồng nghiệp sẽ thấy khi mà trên lâm sàng đau ngực điển hình, điện tâm đồ điển hình thì các bạn có thể khởi động điều trị tái thiếu máu mà không cần phải chờ kết quả men tim. Vì bây giờ chúng ta chờ kết quả men tim ở những nơi là phải sau 1-2 giờ. Và nếu men tim chưa tăng thì chúng ta lại phải lặp lại sau 2-3 giờ nữa thì cái thời gian tái thiếu máu sẽ bị trễ. Như vậy thì cho đến ngày hôm nay thì chúng ta có hai cái kỹ thuật điều trị tái thiếu máu. Ở đây minh họa một cái mạch vành bị tắc và đây là sau khi chúng ta có tái thiếu máu. Cái kỹ thuật thứ nhất đó là cái kỹ thuật mà can thiệp mạch vành tiên phát qua da, primary percutaneous coronary intervention. Như vậy thì cái kỹ thuật mà người ta dùng bóng nông và đặt stent. Cái kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật dùng thuốc tiêu sự huyết. Như vậy thì cho đến ngày hôm nay chúng ta chỉ có hai kỹ thuật điều trị tái thiếu máu cấp cứu cho bệnh nhân nhồi máu tim cấp ST trên lên. Ở đây minh họa rất là nhanh vì các đồng nghiệp chúng ta đều biết cái việc can thiệp mạch vành ngày hôm nay không có gì mà mới lạ đối với chúng ta. Ở đây là trên cái hình chúng ta đi vào đường vào đó là động mạch đùi. Tuy nhiên thì ngày nay phần lớn các trường hợp sẽ đi vào động mạch quay để giảm các biến chứng của đường vào mạch máu. Ở đây là một cái tổn thương mạch vành bị nứt vỡ viêm nhiễm tạo huyết khối. Ở đây chúng ta đưa cái bóng tứ nông và chúng ta đưa cái stent vô, chúng ta đặt mở bung rộng và chống cái thành mạch máu trở lại. Và như vậy ở đây ví dụ đây một cái động mạch vành phải bị tắc do huyết khối trong bệnh cảnh nhồi máu tim cấp ST trên lên, thì sau khi chụp chúng ta long bóng và chúng ta đặt stent trong vòng khoảng 30 phút thì bệnh nhân tái thiếu máu trở lại gần như là bình thường. Thì đây là một cái kỹ thuật rất là hiệu quả. Cái kỹ thuật thứ hai đó là liệu pháp tiêu sự huyết. Thì liệu pháp tiêu sự huyết nó là một cái kỹ thuật tái thiếu máu mà cái ưu điểm tối ưu của nó là tính sẵn có, available, nghĩa là chỉ có một lọ thuốc và chúng ta có thể triển khai bất kỳ ở đâu, là trên xe cấp cứu hoặc là ở tuyến huyện nếu chúng ta chẩn đoán đúng. Tuy nhiên về cái hiệu quả thì phục hồi dòng chảy thì chỉ 55% TIMI 3, tăng tần suất tái phát tái nhồi máu. Và đặc biệt người ta rất là lo ngại cái biến chứng là huyết khối, xuất huyết nội sọ. So sánh vừa can thiệp mạch vành và tiêu sự huyết thì các bạn sẽ thấy ở đây các tiêu chí tử vong, tái nhồi máu, xuất huyết, đột quỵ thì cái màu xanh là can thiệp mạch vành và màu đỏ là tiêu sự huyết. Chúng ta thấy rằng tất cả các tiêu chí này thì can thiệp mạch vành cấp cứu đều tốt hơn hẳn với B sau dấu chấm là 3 con số 0. Như vậy thì sau khi với kết quả đó thì các bác sĩ can thiệp đã cố gắng là chuyển những bệnh nhân mình, các bác sĩ tim mạch đã cố gắng chuyển bệnh nhân mình đi làm can thiệp cấp cứu. Tuy nhiên thì sau đó người ta thấy cái vấn đề phát sinh. Ở những nơi mà không có cái phòng thông tim khi chuyển đi nó bị cái thời gian bị trễ. Và chúng ta thấy nếu trễ thì không đến 60 phút là cái thời gian, cái tỷ lệ tử vong 10%. Nếu tiếp tục càng trễ thì cái tỷ lệ tử vong tăng lên rất là cao. Do đó với hai cái nghiên cứu tiếp theo, STREAM là nghiên cứu tại cái nơi có phòng thông tim cấp cứu, can thiệp mạch vành cấp cứu tiên phát vào ngay từ đầu và áp dụng cái chiến lược là thuốc tiêu sợi huyết. Tức là nếu chúng ta không kịp can thiệp cấp cứu, chúng ta dùng thuốc tiêu sợi huyết đủ liều và chúng ta chuyển đi can thiệp thì tất cả các tiêu chí đều không có sự khác biệt. Một nghiên cứu khác là Transfer Army, các đồng nghiệp sẽ thấy rằng là ở nơi đây là nơi không có phòng thông tim. Như vậy thì người ta dùng thuốc tiêu sợi huyết và chuyển đi liền. Và một cái là dùng thuốc tiêu sợi huyết và chờ nếu có biến chứng chuyển đi thì cái việc mà chúng ta dùng thuốc tiêu sợi huyết và chuyển đi liền thì sẽ hiệu quả hơn nhiều. Do đó ngày hôm nay người ta khuyến cáo là phải là chiến lược ở những nơi chúng ta không thể can thiệp cấp cứu là thuốc phối hợp với can thiệp mạch vành. Như vậy thì các khuyến cáo của chúng ta xử trí nhồi máu tim cấp không ST trên lên thì tập trung vào ba cái yếu tố. Thứ nhất, chúng ta phải tái thiếu máu cấp cứu càng sớm càng tốt và chiến lược phối hợp thuốc can thiệp ở những nơi mà chúng ta không thể làm vấn đề can thiệp. Như vậy thì khi chúng ta tiếp xúc với một cái bệnh nhân là cơn đau ngực trái cấp thì trong vòng 10 phút các bạn phải đo được điện tim. Và chúng ta thí dụ như là các bác sĩ không có phòng thông tim thì phải đánh giá cái việc chúng ta chuyển bệnh nhân đi để mà can thiệp nhỏ hơn được tổng thời gian thiếu máu 120 phút thì chúng ta chuyển. Còn không thì các bạn phải dùng thuốc tiêu sợi huyết ngay và sau đó chúng ta chuyển đi liền. Trong cái slide này thì cũng tóm tắt tương tự như vậy. Đầu tiên là bệnh nhân được xe cấp cứu chuyển đi thì cái người trên xe cấp cứu cũng phải tiên đoán là đủ chuyển đến nơi can thiệp có được trong 120 phút hay không. Còn nếu không thì phải dùng thuốc tiêu sợi huyết. Bệnh nhân đến cái nơi không có phòng thông tim cũng phải tính toán cái chuyện đó. Và bệnh nhân đến nơi có phòng thông tim thì đương nhiên là được can thiệp trực tiếp. Như vậy thì tất cả các khuyến cáo đều xoáy vào trong cái việc tái thiếu máu trong vòng 12 giờ đầu tiên là chỉ định class 1A.
Nếu từ 12 đến 48 giờ thì chỉ định CLAT nó bị giảm xuống còn 2A. Và nếu 48 giờ quá mức, quá 48 giờ mà bệnh nhân ổn định thì là chỉ định CLAT 3, không can thiệp. Và với khuyến cáo thì người ta nhắc mình cái chuyện can thiệp mạch vành thì đầu thì ưu tiên hơn là thuốc tiêu sợi huyết. Vì những cái chứng cứ chúng ta đã phân tích, nếu bệnh nhân đến trễ thì chỉ định giảm xuống còn 2A. Và nếu đến trễ quá sau 48 giờ thì chỉ định CLAT 3. Và trên cái bảng này tóm tắt cho chúng ta vấn đề dùng thuốc tiêu sợi huyết. Như vậy thì với cái chẩn đoán và xử trí nhồi máu tim cấp ST trên lên thì cái việc khuyến cáo đó là chúng ta phải tái thiếu máu càng sớm càng tốt. Như vậy thì đối với cái nhồi máu tim cấp ST trên lên tại Việt Nam thì hiện nay cái tình hình của Việt Nam chúng ta thách thức và cơ hội như thế nào? Bao nhiêu địa phương thì có được phòng thông tim? Bao nhiêu phòng thông tim thì có thực hiện được can thiệp mạch vành tiên phát 24/7? Và bao nhiêu bệnh nhân thì đạt được tổng thời gian thiếu máu nhỏ hơn 120 phút? Bao nhiêu bệnh viện có thời gian cửa bóng nhỏ hơn 90 phút và thời gian cửa kim nhỏ hơn 60 phút? Đây là những cái câu hỏi mà đặt ra cho Hội Tim Mạch Quốc gia Việt Nam cũng như là Phân hội Tim Mạch Can thiệp Việt Nam. Chúng ta không có số liệu trong nước, tuy nhiên số liệu của Hoa Kỳ, các đồng nghiệp thấy rằng tới mãi tới gần đây mà cũng có những vùng, ví dụ như West Virginia, Alaska, Wyoming, để bệnh nhân mà tái thiếu máu trong vòng 30 phút của vấn đề can thiệp thì những nơi này chỉ được 45, 40, 30. Đó là Hoa Kỳ. Việt Nam chúng ta thì số liệu này chắc chắn còn hơn nhiều. Như vậy thì cái cơ hội của mình là hiện nay là gì? Là chúng ta có một cái hệ thống phòng thông tim rất là nhiều các bạn. Phát triển rất nhanh so với trong khu vực. Hiện nay là 163 phòng thông tim trên 125 bệnh viện. Miền Bắc là 59 phòng thông tim. Hà Nội tập trung 34 phòng thông tim. Miền Trung là 27, tập trung Đà Nẵng là 9. Miền Nam là 77, tập trung thành phố Hồ Chí Minh là 29, Cần Thơ là 7. Như vậy chúng ta có một cái mạng lưới khá là rộng của phòng thông tim can thiệp. Tuy nhiên, để được can thiệp sớm, thì liệu cái hiểu biết của người dân có nhận biết được nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên phải tái thiếu máu hay sớm hay không? Thì cái vấn đề nâng cao hiểu biết và nhận thức của người dân về nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên, thì cái việc này phải nhờ vào Hội Tim Mạch Quốc gia Việt Nam và chúng ta phải nhờ vào những cái chương trình giống như là chương trình tâm điểm. Và cái thứ ba là chúng ta đã huấn luyện cái việc là kết hợp giữa thuốc tiêu sợi huyết và can thiệp cho các cơ sở y tế mà nơi hạn chế trong cái tiếp cận kỹ thuật can thiệp mạch vành tiên phát, chúng ta đã huấn luyện tốt hay chưa. Như vậy thì tôi xin đi vào phần kết luận trước khi chúng ta đi vào phần thảo luận. Như vậy thì cơ chế chung của hội chứng mạch vành cấp nhồi máu tim cấp đó là vỡ mảng sơ vữa không ổn định, tạo huyết khối, lấp tắc lòng mạch vành, gây thiếu máu hoặc nhồi máu cơ tim cấp. Ngày hôm nay thì người ta phân loại cái thái độ xử trí dựa trên điện tâm đồ để phân hướng cái thái độ điều trị. Chiến lược điều trị tập trung vào cái điều trị huyết khối và tái thiếu máu cấp cứu, xử trí nhồi máu tim cấp ST trên lên thì thời gian đó là khối lượng cơ tim được cứu sống. Chiến lược điều trị phải tập trung tái thiếu máu với thời gian là vàng, thời gian vàng. Vì hiện nay chúng ta có hai phương pháp điều trị tái thiếu máu, đó là can thiệp mạch vành tiên phát và tiêu sợi huyết. So với can thiệp mạch vành của hai phương pháp thì can thiệp mạch vành tiên phát là ưu điểm nhiều hơn. Tuy nhiên tiêu sợi huyết vẫn là một biện pháp lựa chọn vì cái tính sẵn có của nó. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các đồng nghiệp. Vâng. Xin cảm ơn Phó sư tiến sĩ Hồ Thượng Dũng về bài trình bày hết tổng quan hết sức là đầy đủ và thiết thực cũng như là cập nhật về vấn đề chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên. Chúng ta có thể thấy rằng hiện nay vấn đề nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên luôn là vấn đề được quan tâm với rất nhiều cập nhật và thay đổi liên tục. Về công cụ chẩn đoán, điều trị cũng như là các cái chiến lược điều trị. Vâng, thưa Phó Dư Quang, xin thầy chia sẻ thêm một chút về trong thực tế lâm sàng hiện nay thì các cái thách thức và cơ hội trong thực tế lâm sàng của người bác sĩ lâm sàng điều trị là gì ạ? Vâng, thưa các bạn đồng nghiệp, chúng ta đã nghe một cái bài trình bày hết sức là cơ bản và cũng đầy những cái thông tin cập nhật xúc tích của Phó Giáo sư Hồ Thượng Dũng. Chúng tôi nghĩ rằng là trong cái giai đoạn vừa qua chúng ta nhìn thấy một cái xu thế nó thay đổi khá là rõ rệt trong cái câu chuyện và các cái biện pháp điều trị nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên. Không còn là cái đơn thuần là cái việc mà cứu sống bệnh nhân bằng cách mở thông mạch vành, mà đâu đó đã có cái xu hướng dịch chuyển sang là làm thế nào để tối ưu, để hạn chế tối đa được các cái biến chứng trong giai đoạn cấp, ví dụ như là nhồi máu cơ tim gây ra tử vong thì hạn chế được cái tỷ lệ tử vong đấy, nhưng bên cạnh đó còn là làm thế nào để tối ưu và hạn chế các cái biến cố về lâu dài. Ví dụ như là hạn chế được cái chuyện tắc stent, hạn chế được các biến cố chảy máu liên quan đến điều trị huyết khối và hạn chế được các cái biến chứng ví dụ như là cái suy tim sau nhồi máu. Thế thì tất cả những cái việc mà như vậy nó đòi hỏi một cái quá trình điều trị tối ưu từ cái lúc mà tiếp cận bệnh nhân cho đến lúc mà chúng ta làm can thiệp.
như phần trình bày của thầy Dũng cũng đã đưa ra những cái thách thức và những cái cơ hội mới đó. Rõ ràng là chúng ta có cái mạng lưới kết lép nhiều hơn, chúng ta có cái đội ngũ có nhiều kinh nghiệm hơn, và cái số lượng mà các ca can thiệp của chúng ta ngày càng tăng, chứng tỏ là cái trình độ của cái giới can tim mạch can thiệp nói chung là được cải tiến rất là rõ rệt. Tuy nhiên là nếu như mà chỉ đơn thuần là câu chuyện là làm sớm, thông mạch vành ra sớm, thì đó mới chỉ là cái bước là để hạn chế được cái chuyện mà tử vong trước mắt. Còn muốn mà hạn chế được các cái biến cố về lâu dài thì chúng ta còn phải làm tốt và làm chuẩn. Và đó là cái việc mà Hội Tim Mạch Học Việt Nam cũng như hội phân hội tim mạch can thiệp mà nơi mà thầy Dũng hiện tại đang là chủ tịch đương nhiệm thì đang phối hợp với nhau để chúng ta làm thế nào để tối ưu được tất cả các khâu. Ví dụ như là chúng ta làm thế nào để có thể chuẩn hóa được cái quy trình làm can thiệp, làm thế nào để chúng ta chuẩn hóa được cái quy trình chẩn đoán ngay từ lúc mà các bác sĩ chúng ta tiếp cận người bệnh, và trên cơ sở đó phát hiện được sớm, điều trị thuốc được tối ưu, và khi đó thì mới đem lại cho một cái kết cục tốt đẹp cho ngay trong cái lúc nằm viện cũng như mà khi ra ngoài. Xin phép được cái phần chia sẻ của thầy Dũng liên quan đến những cái cơ hội và thách thức hiện nay ạ, và đứng trên quan điểm là chủ tịch của phân hội tim mạch can thiệp ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của phó sư Nguyễn Ngọc Quang. Thì rất cảm ơn là phó sư Quang đã bộc lộ cho tôi cái phần mà điều trị nền, tức là cái ngay từ đầu chúng ta đã phải điều trị những cái về thuốc kháng kết tập kiểu cầu kháng đông, thuốc hạ statin, hạ mỡ máu, rồi chúng ta thêm vào những cái thuốc ức chế men chuyển, rồi chạm beta vân vân, đó là những cái điều trị cơ bản và lâu dài. Về cái thách thức và cơ hội thì thật sự giống như phó sư Quang đã phân tích, ngày hôm nay nếu so với các nước trong khu vực thì cái mạng lưới phòng thông tin của chúng ta phải nói là rất là phổ, gọi là phổ rất là rộng. Tuy nhiên với một cái phổ mà trải rộng như vậy, cái việc mà chúng ta đã thực hiện được cái điều trị tái tứ máu cấp cứu cho bệnh nhân phù hợp hay chưa thì chúng tôi đánh giá là chưa. Từ cái việc mà một số nơi chúng ta vẫn cứ tập trung vào vấn đề can thiệp và chúng ta gần như bỏ quên cái chuyện thuốc tiêu sợi huyết, cứ chuyển bệnh nhân đi, mà trong khi đó thì ngày hôm nay người ta đã nhấn mạnh rất là rõ cái việc là can thiệp thì rất là tốt. Tuy nhiên nếu chúng ta chuyển đi trễ thì cái tỷ lệ kết cục, hậu quả và tai biến, thậm chí tử vong còn cao hơn là chúng ta điều trị tiêu sợi huyết. Do đó cái việc mà chúng ta nhấn mạnh lại chiến lược là thuốc phối hợp với can thiệp vẫn là một cái mà đối với cái bác sĩ của các tuyến dưới, đặc biệt là tuyến huyện, các tuyến dưới, tức là khi chuyển đi nhắm là trẻ thì dùng thuốc luôn, thuốc tiêu sợi huyết, vì các cái thử nghiệm, các data ngày nay đều chứng minh rằng cái đó rất là hiệu quả, tương đương với việc là phải đến trực tiếp. Cái đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai mà phó sư Quang cũng đã đề cập, đó là cái liệu cái kỹ thuật, cái chỉ định của mình trong cái vấn đề mà can thiệp cấp, nó các bác sĩ của mình nó vẫn có chưa gọi là đúng theo cái quy trình, đúng theo cái quy trình, các cái nguyên tắc về chỉ định, về cái chiến lược đặt stent. Và trong giai đoạn cấp thì ví dụ như trong giai đoạn cấp chúng ta chỉ làm đúng cái tổn thương thủ phạm ST trên lên, trong những cái trường hợp mà không có rối loạn huyết động học, rồi những cái khác chúng ta làm sau, hoặc là có đúng chỉ định cần thiết phải đặt stent hay không, tổn thương có đúng vậy hay không, thì đó là những cái chuyện mà chúng ta còn đang chuẩn hóa trong cái quá trình mà tôi nghĩ rằng là Hội Tim Mạch Việt Nam cùng với Phân Hội Tim Mạch Can Thiệp Việt Nam đang đẩy mạnh cái vấn đề này lên. Vâng. Cũng xin phép chia sẻ với các bạn đồng nghiệp là trong cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta, khi mà cái nguồn lực của các nơi còn rất là thiếu, thì đã có rất là nhiều các cái cơ sở y tế đã thực có cái mô hình hoạt động rất là lý thú. Ví dụ như là các cái bạn đồng nghiệp của chúng ta ở Kiên Giang, khi mà các cái tuyến dưới mà có cái trường hợp mà nghi ngờ nhồi máu cơ tim thì đã dùng ngay điện thoại di động, sử dụng các phần mềm hết sức phổ thông, ví dụ như là Viber, Zalo, để tiếp cận với cả các bác sĩ ở ngay tuyến tỉnh, và trên cơ sở đó đề cập được cái biện pháp là làm thế nào để có thể điều trị một cách tốt, rồi hướng dẫn các bác sĩ ở tuyến trên đã giúp đỡ cho các bác sĩ tuyến dưới là cho thuốc thế nào, vận chuyển ra sao để chuẩn bị để mà tối ưu kết quả can thiệp. Một mô hình khác tương tự là chính là Thanh Hóa. Thì Thanh Hóa thì lại có một chương trình là đào tạo mang chất là hết sức cơ bản, là các bác sĩ tuyến tỉnh đã cầm tay chỉ việc là đi đào tạo cho các cái tuyến dưới làm thế nào để đọc ra được và nhận ra được một hình ảnh ST trên lên trên điện tâm đồ, trên cơ sở đó có thể điều trị một cách tốt hơn. Rồi một mô hình mới gần đây mà đang triển khai tại tỉnh Nghệ An, tức là bệnh viện tỉnh thì đứng ra để xây dựng một cái mạng lưới gọi là nhồi máu cơ tim cấp, để trên cơ sở đó tất cả các cơ sở y tế thì phối hợp với nhau, và trong đó thì áp dụng cả cái mô hình mà như thầy Dũng vừa nói, tức là chúng ta phối hợp cái điều trị tiêu sợi huyết với cả cái điều trị can thiệp. Bởi vì rõ ràng là
đối với cả nhồi máu cơ tim cấp thì bằng mọi cách chúng ta phải tái thông mạch vành, tức là mở thông cái chỗ tắc đấy ra càng sớm càng tốt, thì hoặc là bằng can thiệp hoặc là bằng tiêu sợi huyết. Và chúng tôi rất hết sức nhất trí với thầy Dũng, tức là chúng ta không nên quá tập trung vào câu chuyện can thiệp, nghĩ rằng đấy là một cái kỹ thuật cao và nó thực sự giải quyết được vấn đề. Không phải là như vậy. Vấn đề đây là thời gian, và ở tuyến dưới, tuyến đầu của chúng ta khi tiếp cận cả những bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì lúc đó chúng ta có thể sử dụng các biện pháp khác. Vì nếu cái thời gian vận chuyển nó quá lâu thì chúng ta sẽ làm mất cái thời gian vàng, và như thầy Dũng đã nhấn mạnh là cái thời gian chính là cái sống còn cơ tim. Chúng ta để lãng quên, kéo dài cái thời gian đó, không tối ưu điều trị thuốc cho bệnh nhân thì lúc đó bệnh nhân sẽ không được hưởng lợi nhờ việc tái thông mạch vành, và sau đó có thể cứu được sống nhưng mà cái tình trạng suy tim sâu nhồi máu nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và vì thế một lần nữa chúng tôi cũng nhấn mạnh lại cái ý mà thầy Dũng đã vừa nói và chia sẻ cho các bạn đồng nghiệp, tức là cái xu thế cơ bản hiện nay là chúng ta đang phối hợp thuốc và can thiệp làm sao đó để tối ưu cái thời gian mở thông mạch vành càng sớm càng tốt. Thế thì chắc là phải nhờ thầy Dũng chia sẻ một chút là nếu như bây giờ tuyến dưới mà người ta tiêu sợi huyết mà đã ổn rồi thì liệu lúc đó chúng ta có cần làm can thiệp hay không? Dạ vâng. Vâng, cảm ơn câu hỏi của Phó Sư Hoàng. Thì vì trong cái nội dung bài báo cáo không có thời gian phân tích như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng có một cái nghiên cứu Transfer Army, tức là như vậy thì chúng ta dùng thuốc tiêu sợi huyết, và thuốc tiêu sợi huyết thì sau 90 phút chẳng hạn chúng ta đánh giá là bệnh nhân hết đau ngực, rồi ST giảm trên 50% là coi như là thành công về cái đánh giá điều trị tiêu sợi huyết. Thì như vậy thì liệu chúng ta có cần phải chuyển 2 giờ sáng mà chuyển bệnh nhân rồi cả gia đình đi lên Hà Nội không? Ví dụ như từ cái nơi mà không có. Thì các bạn thấy rằng là với cái nghiên cứu này người ta đã chứng minh cái việc là một cái nhóm bệnh nhân là sau khi tiêu sợi huyết xong là bỏ ngay lên xe chuyển đi luôn, và cái nhóm thứ hai là tiêu sợi huyết xong rồi để mình xem nếu nó thành công mình giữ lại từ từ rồi đi sau cũng được, hoặc là nếu nó không thành công thì mình chuyển đi. Thì cái nhóm mà tiêu sợi huyết xong và lập tức chuyển đi liền, nó gọi là cái chiến lược pharmacoinvasive, tức là phối hợp thuốc và can thiệp ngay lập tức luôn, thì chiến lược đó cái hiệu quả không thua gì bệnh nhân đến tại cái phòng thông tin có can thiệp. Còn nếu chúng ta chờ thì nó cái kết quả nó không tốt bằng. Trong khi chúng ta chờ có thể xảy ra tái tướng máu, tái nhồi máu cơ tim, có thể xảy ra rung thất, và nhiều lúc đến lúc đó chúng ta xử trí không kịp. Một cái ý kiến bổ sung cái chuyện mà cái mạng lưới của Phó Sư Quang, thì đó là cái việc mà tuyến dưới cũng nên các cái phòng thông tin mà khi chúng ta mới thành lập hoặc chúng ta hoạt động trong 1-2 năm đầu tiên, khi chúng ta chụp mạch vành ra có những cái tổn thương mà mình đánh giá, mình quyết định cái chiến lược can thiệp cái nào hoặc cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào nên để lại, thì cũng nên có sự kết nối với cái bệnh viện vệ tinh. Bởi vì ta thấy rằng á, là khi mới triển khai thì có sự kết nối, mà sau đó rồi các bạn thì giảm kết nối đó đi, và khi mà giảm đi thì có những cái mà tình huống chúng ta xử trí nó không được chuẩn. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời của Phó Sư Tiến sĩ Hồ Thượng Dũng. Vâng, trong phần trả lời của thầy thì và của Phó Sư Quang thì cũng nhấn mạnh rất nhiều đến về vấn đề phát triển của chuyên ngành tim mạch hiện nay trong can thiệp, lĩnh vực can thiệp với sự ra đời của rất nhiều lab. Và tuy nhiên là sự phát triển về gọi là về vật chất trong nháy đó thì nó cũng không đi đôi với sự phát triển về trình độ cũng như là bác sĩ, và đó cũng là cái mối quan tâm của rất nhiều người, là làm sao để nâng được cái nhận thức cũng như là kiến thức của các bác sĩ về chuyên ngành tim mạch nói chung, và cũng là và của các bác sĩ ở các cái tuyến đầu xử trí đầu tiên nói chung, để khi mà gặp một cái trường hợp mà nhồi máu cơ tim cấp có đoạn ST chênh lên, khi mà tiếp xúc first contact, tiếp xúc ngay từ ban đầu, có thể đưa ra cái xử trí đúng nhất và nhanh nhất để giúp cải thiện được cái tỷ lệ tử vong cũng như là tăng cường cứu sống được nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp hơn. Vâng, thưa Phó Sư Dũng, thì về trên em hiện nay đã có khá là nhiều các cái câu hỏi của các cái đại biểu từ các cái quý đồng nghiệp từ khắp các nơi chuyển đến. Câu hỏi đầu tiên xin dành cho Phó Sư Dũng, đó là của bác sĩ Cao Thị Bích Thảo. Kính thưa thầy, em xin có câu hỏi về điều trị chạy beta giao cảm sau can thiệp mạch vành trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân có tiền sử nhịp tim chậm dưới 60 lần một phút. Sau can thiệp, bệnh nhân được kê đơn chạy beta và ức chế men chuyển. Nhịp tim của bệnh nhân tiếp tục giảm ở mức 50-55 lần một phút, thì có nên tiếp tục sử dụng chạy beta giao cảm không? Vâng, em xin cảm ơn. Em xin kính mời thầy. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Thảo. Thì
Chẹn beta đó là một trong những cái thuốc mà điều trị gọi là điều trị nền chỗ cho bệnh mạch vành nói chung chứ không phải là mạch vành cấp hay mạng. Thì như vậy thì trước khi các bạn bệnh nhân bị nhồi máu tim cấp mà nếu mình đã dùng rồi thì sau nhồi máu tim cấp thì chắc chắn là chúng ta vẫn phải tiếp tục dùng. Còn nếu các bạn chưa dùng tức là chưa chẩn đoán bệnh mạch vành thì sau nhồi máu tim cấp thì mình nên dùng, nhưng chúng ta nên test cái liều và chúng ta nên cho từ liều nhỏ, bệnh nhân có thể thích nghi được thì chúng ta sẽ tăng liều lên. Vì thuốc chẹn beta đây là một trong những cái thuốc mà có tác dụng mà bảo vệ cho bệnh mạch vành, đặc biệt là sau nhồi máu tim cấp. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời của phó sư Dũng. Và một câu hỏi cũng rất là thời sự hiện nay, vâng, là trong tình hình COVID hiện nay, vâng, như các thầy đã biết thì hiện nay Đà Nẵng cũng đã có rất nhiều bệnh nhân mới mắc COVID, và như vậy thì trong thực hành lâm sàng của mình, trong xử trí các bệnh nhân nhồi máu tim cấp ST chênh lên thì có gì thay đổi không, và có cái khuyến cáo nào mới không từ các cái tổ chức tim mạch lớn trên thế giới? Câu hỏi này em xin dành cho thầy Quang ạ. Vâng, cảm ơn cái câu hỏi của các bạn đồng nghiệp liên quan đến cái câu chuyện mà chúng ta sẽ phải xử lý một cái trường hợp nhồi máu cơ tim cấp hoặc là hội chứng mạch cấp như thế nào trong cái giai đoạn COVID. Thì như chúng ta đã biết thì đối với cả trường hợp mà nhồi máu cơ tim cấp thì chúng ta phải mở thông cái mạch vành càng sớm càng tốt. Tuy nhiên là khi mà chúng ta làm can thiệp như vậy thì cả một cái đội ngũ ekip bao gồm có bác sĩ làm can thiệp, các nhân viên y tế kèm theo, y tá điều dưỡng, một đội loanh quanh cỡ khoảng từ 4 cho đến 6 người sẽ cần phải tham gia vào cái việc này. Và như vậy nếu như mà bệnh nhân bị nhiễm COVID chẳng hạn thì nó có thể làm gia tăng cái nguy cơ cho các cái đội mà chúng ta đang làm. Và nếu sau đó họ bị nhiễm thì họ sẽ bị cách ly, và như vậy rất là nhanh chóng cái nguồn lực của chúng ta nó sẽ bị giảm. Vì thế cho nên là những cái kinh nghiệm trên thế giới cũng như là những cái khuyến cáo mà của các hiệp hội lớn và kể cả là bên Hội Tim Mạch Học Việt Nam và Phân Hội Tim Mạch Học Can Thiệp cũng có đưa ra, thì có đưa ra hai cái xu hướng là bàn tính và cân nhắc, thì chúng ta cần phải cân đối giữa cái lợi ích và cái nguy cơ. Khi mà cái nguy cơ lây nhiễm không cao, chẳng hạn như là bệnh nhân ở bên ngoài đến viện thì chúng ta cái nguy cơ lây nhiễm không cao thì chúng ta có thể cân nhắc cái chuyện mà làm can thiệp nếu như mà cái tỷ lệ chung mắc không nhiều và khi cái nguồn lực của chúng ta đầy đủ bao gồm có các phương tiện bảo vệ và phòng ngừa. Còn nếu mà cái nguy cơ mà lây nhiễm mà cao hoặc là cái nguồn lực của chúng ta đang bị hạn chế thì lúc đó chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng các biện pháp ví dụ như là tiêu sợi huyết để mở thông được mạch vành ra. Như vậy vẫn đảm bảo được cái việc mà chúng ta có thể hạn chế được các biến cố liên quan nhồi máu cơ tim cấp và đồng thời chúng ta không làm cạn kiệt cái nguồn lực về mặt y tế. Tất nhiên là cái việc này thì nó cũng phải cân đối và tùy theo từng trường hợp. Và rõ ràng là nếu mà chúng ta chỉ tập trung vào cứu một vài cái trường hợp cụ thể, đâu đó chúng ta có thể hy sinh cái nguồn lực để mà điều trị cho một số lượng lớn hơn các bệnh nhân. Không biết ý kiến của thầy Dũng trong trường hợp này thế nào? Vâng, cho xin lại cái slide là cái thầy phần sau. Thì như các bạn biết là phải nói là chúng ta điều trị mạch vành cấp, nhồi máu tim cấp trong thời điểm bị COVID thì chúng ta phải phối hợp hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất đó là tái tưới máu. Đó là chúng ta, đây các bạn có thể là cho cái hình này, các bạn có thể show cái hình này lên trên màn hình. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái chiến lược, hai cái nguyên tắc. Đây, bạn phóng lên. Thì chúng ta có hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất đó là cái chiến lược điều trị tái tưới máu khẩn cấp của một cái bệnh cảnh mạch vành cấp, nhồi máu tim cấp. Thì cái điều này tất cả bác sĩ chúng ta đều biết, bác sĩ tim mạch chúng ta can thiệp đều biết, bác sĩ tim mạch thường cũng như bác sĩ điều trị. Và chúng ta phải phối hợp với cái nguyên tắc, đó là cái nguyên tắc phối hợp với nguyên tắc là phòng chống dịch của cả hệ thống y tế của mình và chính phủ đang triển khai. Như vậy các bạn phải xem lại cái việc mà chúng ta Việt Nam mình điều trị phòng chống COVID nó khác với Mỹ hoặc châu Âu. Các bạn sẽ thấy rằng Mỹ hoặc châu Âu là bệnh nhân COVID có thể đến bất cứ bệnh viện huyện nào và người ta điều trị ngay tại đó. Trong khi Việt Nam chúng ta thì điều trị bởi vì cái nguồn lực về tài lực, nhân lực, vật lực của mình cũng có giới hạn. Do đó chúng ta điều trị chủ yếu là chúng ta phân vùng, cách ly để hạn chế cái sự lây lan. Như vậy thì các đồng nghiệp sẽ thấy là trong cái đợt 1, các đồng nghiệp thấy là bao nhiêu cái danh sách bệnh viện bị lockdown. Hà Nội Phụ Sản, Hà Nội Sanborn, Bệnh viện tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Nhiệt đới Quốc gia, rồi
Viện Huyết học và Truyền máu FV Phúc Yên, Đức Giang, Cờ Ga Bạch Mai, Hà Nội, Hồng Ngọc, Bình Thuận Thọ, vân vân. Như vậy thì 1-2 trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID tới mà đã hơi lây là chúng ta đã phải cách ly. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng một cái trường hợp bệnh nhân nhồi máu tim cấp ST trở lên đến một cái bệnh viện mà nơi đó chúng ta về cơ sở vật chất chúng ta chưa chuẩn bị kỹ, chưa chuẩn bị tốt, thì chắc chắn rằng làm xong cái bệnh nhân đó là cả bệnh viện đó sẽ bị gọi là lockdown luôn. Và các bạn thấy là cái danh sách lockdown nó không ngừng lại, nó đang tiếp tục này. Ví dụ hiện giờ các bạn thấy ở Đà Nẵng, bệnh viện C gần như là tất cả các bệnh viện Đà Nẵng cũng đều đã bị lockdown. Thì như vậy cái chiến lược mà lựa chọn chiến lược can thiệp của chúng tôi thì ngay từ đầu dịch thì đã có cái sự gọi là trao đổi, thảo luận giữa các cái thành viên của ban thường vụ hội tim mạch can thiệp. Và lúc đó phải nói khi đưa ra cái khuyến cáo này thì gần như là thế giới người ta chưa đưa ra. Mỹ thì đưa ra rất nhiều, lúc đó Mỹ chưa bị dịch, châu Âu thì đưa ra. Thì chúng tôi đưa ra cái cách tiếp cận không dựa vào ST trên lên hoặc không ST trên lên hoặc là cơn đau thắt ngực không định, mà dựa vào cái cách tiếp cận là chúng ta can thiệp như thế nào. Thì cách tiếp cận thứ nhất mà chúng ta rất là nên làm để nên can thiệp trì hoãn hoặc là can thiệp theo chương trình, nghĩa là chúng ta đã chắc chắn rằng bệnh nhân là COVID âm tính hoặc là đã qua cái thời gian cách ly với 2 lần test âm tính, thì như vậy các bạn có thể thực hiện can thiệp ở phòng, một cái phòng thông tin bình thường. Đây là trên 3 nhóm đối tượng, non-STEMI với lâm sàng ổn định, STEMI tới ester trên lên với bệnh cảnh lâm sàng ổn định và đã qua cái thời gian vàng, và bệnh nhân STEMI mà đã điều trị tiêu sợi huyết thành công. Thì đây là 3 cái nhóm đối tượng mà chúng ta sẽ làm một cách thoải mái vì không có phải cấp bách nữa. Cái chiến lược thứ hai giống như là thầy Quang nói, đó là chiến lược chúng ta phải tái tưới máu cấp cứu, thì chúng ta phải chọn cái chiến lược tái tưới máu mà không can thiệp, không can thiệp. Thì như vậy thì đối với non-STEMI thì chúng ta cố gắng là điều trị nội khoa ổn định là chính, để cũng qua cái việc là chúng ta khẳng định rằng những cái bệnh nhân này là không phải là COVID hoặc là đã COVID qua cái thời gian mà 2 tuần điều trị. Còn nếu bệnh nhân mà mạch vành ổn định thì chúng ta STEMI thì chúng ta nên điều trị tiêu sợi huyết. Và cả trường hợp STEMI lâm sàng không ổn định thì can thiệp mạch vành vẫn tiên phát là chiến lược lựa chọn ưu tiên, nhưng mà các bạn vẫn nên xem xét tiêu sợi huyết. Bởi vì cái tiềm lực mình không có, các bạn làm xong một cái nguyên cái bệnh viện mình đã đóng cửa. Mà các bạn biết là bây giờ là kinh tế y tế, tức là bệnh viện phải nuôi, phải chăm sóc cho đời sống nhân viên, rồi phải chăm sóc cho bệnh nhân. Thì khi đóng cửa thì như vậy rồi không điều trị những bệnh nhân khác. Cái chiến lược thứ ba, đây là trong trường hợp không còn cách lựa chọn nào khác, bệnh nhân đang rất nặng, thì chúng ta phải can thiệp, nhưng chúng ta phải can thiệp tại cái phòng thông tim mà nó đã phù hợp cho cái việc là phòng ngừa lây nhiễm COVID. Thì đây là đương nhiên là những trường hợp STEMI vào trong thời gian vàng không ổn định về mặt huyết động học, hoặc non-STEMI không ổn định về mặt huyết động học đang đe dọa choáng, thì đương nhiên trường hợp này là gọi là chẳng đặng đừng thì chúng ta mới can thiệp. Và giống như thầy Quang nói, chúng tôi xin nhắc lại là khi chúng ta thực hiện can thiệp cho bệnh nhân nghi ngờ COVID hoặc là nhiễm COVID, luôn luôn chúng ta phải chú ý cái việc là cái phòng thông tin có đầy đủ tiêu chuẩn để mà ngăn ngừa sự lây nhiễm hay không. Chứ không các bạn, vì người ta gọi là, tôi nhớ một bác sĩ ở châu Âu người ta nói rằng là trong cái thời dịch COVID thì bác sĩ không theo cái chủ nghĩa anh hùng, là cứu một người rồi cả một cái bệnh viện đóng cửa và không điều trị được bệnh nhân nào. Và nhân viên y tế thì bị lây nhiễm. Do đó chúng ta phải đầy đủ các cái trang thiết bị y tế. Và đặc biệt là khi chúng ta xem xét chuyển bệnh nhân đến phòng thông tim thì chúng ta phải nhận thức rằng trên một cái tổng thể là không đơn giản là cứu bệnh nhân và sự ưa thích của bác sĩ can thiệp, mà chúng ta phải xem xét cái việc đã ảnh hưởng đến bệnh viện và cả cộng đồng. Thì đó là những cái mà khuyến cáo mà chúng tôi đưa ra. Xin cảm ơn những ý kiến rất là quý báu của Phó sư Tiến sĩ Hồ Thượng Dũng. Như chúng ta biết thì hiện nay tình hình COVID đang ngày càng gia tăng và lan rộng, và các cái bệnh nhân mà có nhiều bệnh nền như là tăng huyết áp, đái tháo đường, hay thậm chí gần đây nhất như trên truyền thông chúng ta vẫn thấy là các bệnh nhân chạy thận chu kỳ vân vân, và có kèm theo bệnh tim mạch mắc COVID, và do đó thì cái tình trạng mà nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên hoặc là nhồi máu tim cấp nói chung, hội chứng bệnh cấp nói chung gặp ở bệnh nhân mà COVID là có lẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Và những cái ý kiến và những cái khuyến cáo kịp thời của các thầy cũng như là của Hội Tim Mạch Việt Nam cũng như Hội Tim Mạch Can Thiệp Việt Nam thì sẽ là một cái cứu cánh cho các bác sĩ lâm sàng cả về chuyên khoa tim mạch lẫn là các bác sĩ lâm sàng ở tuyến đầu, để xử trí cho thật đúng nhất và để vừa đảm bảo cứu được bệnh nhân, vừa đảm bảo cái an toàn cho nhân viên y tế.
Vâng, thưa thầy, tiếp theo nếu có một câu hỏi thứ hai đến từ một đại biểu đến từ Bình Phước ạ, là bác sĩ Nguyễn Xuân Phước. Đây là một câu hỏi theo em là rất là lâm sàng, rất là thực tế. Nghĩa là hiện nay tại cơ sở không có can thiệp mạch vành và thời gian chuyển đến nơi can thiệp, đến cái đơn vị mà có thể can thiệp được thì cũng nhiều hơn 3 giờ. Tuy nhiên là thuốc tiêu sợi huyết thì cũng nghèo nàn, và thì chiến lược điều trị cho những cái cơ sở như vậy thì như thế nào? Vâng, xin kính mời thầy. Vâng, Dũng. Thì tôi xin trả lời trước rồi thầy Quang sẽ bổ sung. Thì bây giờ là chúng ta nhồi máu tim cấp ST trên lên thì chúng ta phải điều trị tái thiếu máu cấp cứu, nên là theo khuyến cáo thì mình không phải bàn, và ưu tiên là can thiệp mạch vành cấp cứu. Trong trường hợp nếu không can thiệp mạch vành cấp cứu trong thời gian phù hợp, là tổng thời gian thiếu máu nhỏ hơn 120 phút, thì chúng ta phải dùng tiêu sợi huyết rồi chúng ta chuyển đi. Và bây giờ các bạn lại cũng không có thuốc đủ thuốc tiêu sợi huyết, nghĩa là nếu có, nếu còn thì các bạn phải dùng. Không đủ nghĩa là vẫn có mà, phải không? Như vậy thì nếu còn thì các bạn vẫn phải dùng và lo mua thuốc mới và bỏ vào. Tại vì tôi nghĩ thuốc tiêu sợi huyết thì đâu phải là cái chuyện mà không thể mua được ngày hôm nay. Còn trong trường hợp mà gọi là đến một ngày nào đó các bạn vô tình để cái tủ thuốc tiêu sợi huyết mình nó hết, thì các bạn phải điều trị nội khoa và chuyển đi thôi, không có cách nào khác được. Thì tôi nghĩ là như vậy. Không biết là thầy Quang có bổ sung gì vào thêm ạ? Vâng, chúng em cũng chúng tôi cũng xin bổ sung cái phần trả lời của thầy Dũng. Thì đúng là cái việc mà đây là cái thực tế của chúng ta, tức là có những nơi chúng ta đã không có đủ cái những cái gọi là thuốc thiết yếu để mà xử lý câu chuyện này. Thì cũng vì một phần là vì chúng ta nghĩ rằng là đối với cả nhồi máu cơ tim là cái gì nó cũng phải chuyển lên tuyến trên, và đôi khi chúng ta đã lãng quên các cái điều trị ở tuyến dưới. Thì ở đây có hai chi tiết. Chi tiết thứ nhất là gì ạ? Là nếu mà chúng ta cái khoảng thời gian mà chuyển mà trên 3 giờ, tức là rõ ràng là về mặt thông điệp là chúng ta sẽ ưu tiên cái chuyện mà điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết. Sau đó rồi tiêu sợi huyết thành công hay thất bại, chúng ta vẫn chuyển tiếp lên các tuyến trên để mà chụp mạch vành để xử lý sau đó. Thế thì nếu như chúng ta không có các cái thuốc tiêu sợi huyết thì chúng ta đương nhiên là chúng ta vẫn phải chuyển đi rồi. Bởi vì nếu mà để lại, bệnh nhân kiểu gì cũng sẽ bất ổn. Và lúc đó chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc, ví dụ như là kháng nguyên tập tiểu cầu, statin, kháng đông. Và đâu đó chúng ta sẽ có cỡ khoảng độ 10-15% mà bệnh nhân có thể tự tái thông được. Thì lúc đấy bệnh nhân sẽ được hưởng lợi. Còn nếu mà không thì chúng ta cũng chuyển nhanh chóng để mà chúng ta mặc dù không đạt được thời gian tối ưu, nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể làm được một điều gì đấy. Và đã có rất là nhiều nghiên cứu cho thấy là gì ạ? Là nếu như mà chúng ta để lại thì mà chúng ta chờ đợi cho bệnh nhân ổn định, và so sánh với cái nhánh là chuyển đi ngay lập tức, chấp nhận các cái tỷ lệ rối loạn nhịp trên đường đi, thì cái nhánh nào tốt hơn, thì người ta thấy rằng là cái việc mà chuyển bệnh nhân đi nó sẽ đem lại lợi ích hơn về cho bệnh nhân, cho dù là có thể làm gia tăng cái tỷ lệ liên quan đến các biến cố loạn nhịp. Vì thế cho nên là nếu như chúng ta không thể xử lý được ở tuyến dưới một cái trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, chúng ta cho ngay các thuốc cơ bản, ví dụ là kháng nguyên tập tiểu cầu kép, thuốc kháng đông, statin, sau đó chúng ta chuyển đi. Chúng ta đừng chờ đợi cho cái đợi đến lúc bệnh nhân ổn, chúng ta vừa đánh mất giờ vàng, chúng ta vừa làm gia tăng tỷ lệ tử vong. Tất nhiên khi chuyển đi có thể nguy hiểm thì chúng ta phải hãy giải thích người nhà để người ta chấp nhận cái nguy cơ đó. Cái điểm thứ hai chúng tôi xin quay trở lại với cái thuốc tiêu sợi huyết ấy, thì thực ra trên thị trường có rất là nhiều loại. Ví dụ như là Streptokinase là một cái thuốc mà giá nó không phải là quá đắt, loanh quanh cỡ khoảng 2,5 triệu đến 3 triệu. Và mà so với cả những cái thuốc dự RTPA thì có thể lên đến khoảng 24-25 triệu. Thế thì đối với cả Streptokinase là cái thuốc tiêu sợi huyết, nó chỉ có cái rủi ro là vì chúng ta không thể lặp lại 1-2 lần trong cái thời gian mà 6-9 tháng vì cái nguy cơ các cái sốc phản vệ. Tuy nhiên là nó cũng có thể đối với cả những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, chúng ta hoàn toàn có thể dùng được với cái điều kiện kinh phí chúng ta. Tất nhiên là cái tỷ lệ tái thông mạch vành của Streptokinase nó thấp hơn so với các cái khác, nhưng ít nhất nó cũng được cỡ khoảng 50-55%. Và đối với cả thuốc tiêu sợi huyết thì chúng ta không những có thể dùng cho nhồi máu cơ tim cấp, chúng ta còn có thể dùng trong tắc mạch phổi, chúng ta còn có thể dùng trong đột quỵ, tai biến mạch não cấp, tắc mạch cấp, là những thứ mà tuyến dưới chúng ta hay thường gặp. Và vì thế cho nên là nhân dịp có cái phần trình bày của thầy Dũng hôm nay, chúng tôi xin phép được nhấn mạnh lại là chiến lược nhồi máu cơ tim cấp là thuốc phối hợp với can thiệp. Vì thế chúng ta hãy nghĩ đến thuốc tiêu sợi huyết, hãy chuẩn bị cái tủ thuốc tiêu sợi huyết, và nó không những tốt cho nhồi máu cơ tim cấp, nó còn tốt cho đột quỵ cấp nữa. Và đấy là cái việc mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được ở ngay tuyến dưới trong khoảng thời gian vàng và cứu sống cho bệnh nhân. Vâng, tôi xin bổ sung một chút xíu. Tức là các bạn biết là khi dịch COVID mà xảy ra tại Hoa Kỳ, và lúc đó thì các bác sĩ của Hoa Kỳ luôn luôn là can thiệp mạch vành là số 1. Tuy nhiên là lúng túng cái tình trạng là có thể gây lây nhiễm, và mới bàn đến cái xu hướng mà người Trung Quốc là người đầu tiên mà bị COVID thì là thuốc tiêu sợi huyết. Thì các bác sĩ Hoa Kỳ mới lúng túng rằng là các bác sĩ tim mạch Hoa Kỳ gần như quên dùng thuốc tiêu sợi huyết, hoặc là không có thuốc tiêu sợi huyết để dùng,
mà lúc đó người ta phải xem xét lại cái chuyện đó. Vâng. Xin cảm ơn phần trả lời của Phó sư Quang và Phó sư Dũng. Vâng, hiện nay thì nguồn lực y tế ở các cái cơ sở vẫn còn rất là hạn chế và chúng ta cũng phải tùy thuộc với nguồn lực tại cơ sở đấy để mà chúng ta đưa ra những cái xử trí nó hợp lý. Không thể lúc nào cũng áp dụng đúng cái guideline đấy được. Vâng, và việc tối ưu hóa điều trị nội khoa chung và nhanh chóng chuyển đến cơ sở có thể can thiệp được mạch vành là một cái thông điệp mà gửi đến cái quý đồng nghiệp để có một cái xử trí hợp lý trên lâm sàng. Vâng, một câu hỏi tiếp theo của một quý đồng nghiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và một câu hỏi liên quan đến kỹ thuật và can thiệp mạch vành. Trường hợp một bệnh nhân nam 56 tuổi vào viện vì nhồi máu cơ tim chức rộng. Sau khi được chụp mạch vành thì có tổn thương cả 3 thân động mạch vành. Và sau khi can thiệp nhánh LAD thủ phạm thì có nên can thiệp nốt các nhánh còn lại trong thời gian bệnh nhân nằm viện hay không? Và quan điểm về tái thông toàn bộ mạch vành ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp bây giờ có thay đổi gì không? Vâng, câu hỏi này xin phép Phó sư Tiến sĩ Hồ Thượng Dũng trong vai trò là Chủ tịch Phân hội Tim mạch can thiệp trả lời trước. Vâng. Cái câu hỏi các bạn đặt ra nó là một cái vấn đề chúng ta can thiệp mạch vành tiên phát cấp cứu của một nhồi máu tim cấp ST trên lên trên bệnh mạch vành đa nhánh. Thì cho đến ngày hôm nay tất cả các cái thử nghiệm dữ liệu lâm sàng đều chứng minh cái việc là chúng ta can thiệp complete revascularization, tức là tái tưới máu hoàn toàn, thì cái lợi ích sẽ tốt. Chỉ có cái vấn đề người ta đặt ra đó là chúng ta tái tưới máu cùng lúc hay chúng ta tái tưới máu những nhánh còn lại như thế nào. Thì như vậy thì nó sẽ có ba cái cách thức mà nếu chúng ta bàn được cái việc đó. Tức là một cái là index BCI, tức là nghĩa là các bạn can thiệp cái nhánh thủ phạm rồi, rồi các bạn trong cái lúc đó làm đó, mình làm luôn cái nhánh còn lại. Mình thấy nhiều khi nó ổn hay là cái gì đó, nó đơn giản quá, các bạn làm. Cái thứ hai là index hospitalization, tức là chúng ta can thiệp nhánh còn lại, nhưng không phải ngay lúc chúng ta làm primary BCI, mà trong lúc cái đợt bệnh nhân đang nằm viện. Như vậy bệnh nhân vào, chúng ta can thiệp cấp cứu ngay, và sau đó một tuần hoặc vài ngày gì đó, chúng ta làm cái nhánh thứ hai. Và cái chiến lược thứ ba là stay BCI, nghĩa là chúng ta hẹn bệnh nhân lại. Hẹn bệnh nhân lại nghĩa là bệnh nhân sau khi làm cái nhánh thủ phạm rồi và chúng ta cho bệnh nhân ra viện, có thể là một tuần sau, một tháng sau, hai tháng sau bệnh nhân quay trở lại và chúng ta làm. Thì cái chuyện mà chúng ta can thiệp toàn bộ thì nó đã được chứng minh là rất là tốt. Còn cái việc mà chúng ta can thiệp trong viện hoặc là stay thì có lẽ nó hơi cá thể hóa và nó hơi theo cái gọi là modify của mỗi phòng thông tin. Chúng ta biết rằng là ngày hôm nay khi mà chúng ta làm cái việc can thiệp mà theo bảo hiểm y tế thì bảo hiểm y tế người ta trả tiền cho trả cái chi phí cho bệnh nhân thì theo cái số lần làm. Như vậy cứ mỗi lần bệnh nhân làm là bệnh nhân được hưởng gần như là một cái stent thuốc. Như vậy thì nếu như vậy thì chúng ta có lẽ nên làm tách làm hai lần thì về mặt kinh tế nó lợi hơn. Chỉ có một cái tình huống mà chúng ta cũng có thể nói thêm, đó là can thiệp mạch vành nhiều nhánh như vậy mà trên những cái tổn thương mà gọi là đang choáng, đang thâm chung thì chúng ta có nên làm hết cùng lúc hay không? Thì cái câu trả lời ngày hôm nay là chắc chắn là chúng ta không nên làm hết cùng lúc trong cái bệnh cảnh mà liên quan đến thâm chung và đang choáng, chỉ nên làm đúng cái tổn thương thâm chung và choáng thôi, rồi sau đó rồi nếu ổn định chúng ta làm những lần sau. Còn nếu mà can thiệp trên cái nhồi máu tim cấp ST trên lên mà bệnh nhân đang ổn định thì các bạn có thể là hơi cá thể hóa và modify theo cái điều kiện của mình. Thì đó là cái ý kiến của tôi. Thì cũng xin mời Phó sư Quang bổ sung. Vâng, rất cảm ơn cái câu hỏi của một bạn đồng nghiệp đã hỏi và cái phần chia sẻ của thầy Dũng. Thì thực ra thì chúng ta cũng phải xuất phát từ cái cơ bản một tí, tức là lúc mà chúng ta làm can thiệp thì không phải là tất cả các thủ thuật can thiệp nó đều an toàn 100%. Đâu đó chúng ta có thể làm tắc một cái mạch xa, làm mất đi một vài cái nhánh bên, làm gia tăng cái tình trạng nhiều máu cơ tim, và đâu đó nó sẽ làm giảm cái chức năng tim đi một chút. Vì thế cho nên là cái việc mà chúng ta làm các cái tổn thương mà hẹp trong cùng một thì nó có thể làm gia tăng cái gánh nặng về vấn đề suy tim cho người bệnh. Và vì thế nên là nếu một bệnh nhân mà đã có suy tim nền, tức là EF thấp, thì cái việc làm can thiệp đó nó là tương đối nguy hiểm và có thể nó làm gia tăng các cái biến cố khác cho người bệnh. Và chính vì thế cho nên là trước đây thì đối với cả sốc tim thì người ta cho là phải mở thông tất cả các mạch vành để cứu sống bệnh nhân. Nhưng mà những cái dữ liệu tổ hợp lại gần đây cho thấy là nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta làm gia tăng cái tỷ lệ tử vong
phần nào là liên quan đến cái câu chuyện là các cái hệ quả của việc mở thông các cái nhánh B như vậy. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta nghĩ sang một cái cách khác là bây giờ với các cái kỹ thuật can thiệp rất là tối ưu, rất là nhanh chóng, các cái thuốc men nó tương đối đầy đủ, ví dụ như là kháng tập tiểu cầu hoặc là statin, thì nếu một cái tổn thương nó rất là đơn giản, chúng ta có thể làm luôn thì nó sẽ đỡ đi được cái việc mà bệnh nhân phải vào lại, đỡ đi được các cái biến cố từ xa. Và vì thế cho nên là cái xu hướng là làm trong cùng một lần nhập viện, cùng một thời điểm làm can thiệp hay là cùng một thời điểm nhập viện hoặc là lùi lại theo thời gian như là thầy Dũng đã nói, thì là những cái khuynh hướng mà để giúp cho người ta thấy là gì ạ? Làm như vậy thì nó đỡ đi được các biến cố về lâu dài cho người bệnh, vì đằng nào các tổn thương hẹp nặng như vậy cũng phải làm, và đâu đó có thể làm giảm bớt được cái tình trạng suy tim sau nhồi máu. Thế thì thành ra là hiện nay thì cái xu thế là nếu như bệnh nhân mà sốc tim, huyết động không ổn định, chúng ta chỉ làm động mạch thủ phạm. Nếu như những bệnh nhân mà không phải sốc tim thì chúng ta có thể làm các cái tổn thương khác tùy theo cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Và ở Việt Nam chúng ta thì còn phải tính đến cái câu chuyện là hiệu quả về mặt kinh tế. Thì đấy cũng là những ý kiến mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng nghiệp. Và chính vì thế cho nên là nó cần một cái việc tiếp theo mà trong cái phần lúc đầu thì sau cái phần trình bày thầy Dũng chúng tôi có nói, tức là làm thế nào để chúng ta có cùng một cái chuẩn hóa về cái quan điểm điều trị. Ví dụ như đánh giá một cái thương tổn thế nào được gọi là hẹp, thế nào là tính toán trên QCA, trên máy chụp mạch hay là chúng ta phải đối IVA vân vân. Thì dần dần chúng ta sẽ thấy là cái xu thế chuẩn hóa các biện pháp, rồi cách tính toán, cách đo đạc, rồi lúc nào thì hút huyết khối, lúc nào thì không vân vân, nó sẽ giúp cho các cái bác sĩ tim mạch làm can thiệp làm tốt hơn và đảm bảo được kết quả tối ưu hơn cho người bệnh. Và tất nhiên cái việc nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các cái chương trình đào tạo liên tục cũng như là các cái buổi tọa đàm kiểu như thế này. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời của thầy Quang ạ. Nhân tiện khi các thầy có đề cập đến các trường hợp mà nhồi máu cơ tim cấp có kèm theo sốc tim ấy, hoặc là các trường hợp mà nhồi máu tim cấp mà có dối loạn huyết động như phù phổi cấp hoặc suy tim cấp, thì cũng có một số ý kiến cho rằng thì bây giờ đối khi mà một bác sĩ lâm sàng mà gặp những cái trường hợp như thế thì mình nhanh chóng đưa bệnh nhân đi can thiệp cấp cứu ngay hay là chúng ta hồi sức ổn định huyết động rồi chúng ta mới can thiệp trước. Vâng, xin mời phó sư Quang ạ. Vâng, câu hỏi này là thực sự là một câu hỏi rất là tricky, rất là khó để mà quyết định. Thì cái hiệu quả của cái việc can thiệp nó phụ thuộc vào hai việc. Việc thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái gánh nặng của huyết khối, cái việc chúng ta mở thông sớm hay muộn. Và cái việc thứ hai là cái tình trạng suy tim như thế nào. Nếu cái tình trạng suy tim mà nó nhiều thì lúc áp lực tập cuối tâm trương thất thái nó nhiều thì đương nhiên nó sẽ dẫn đến cái việc mà tưới thông mạch vành nó sẽ giảm, và vì thế nên hiệu quả can thiệp nó sẽ ít đi. Vì thế cho nên là khi mà bệnh nhân mà huyết động đang không ổn định thì cái việc mà chúng ta chần chừ điều trị, gọi là chờ đợi để trì hoãn thêm để cho nó ổn định, thì nghiên cứu cho thấy là cuối cùng rồi bệnh nhân cũng sẽ dẫn đến các biến cố. Và vì thế cho nên là cơ bản là chúng ta sẽ phải làm sớm đối với cả những trường hợp mà khi kể cả khi huyết động không ổn định. Tuy nhiên chúng ta gặp phải một cái vấn đề là nếu huyết động không ổn định, đưa lên bàn rồi nhịp tim nó có vấn đề thì lúc đó làm nó có hiệu quả hay không. Và chính vì thế nên là trong các cái trường hợp mà huyết động không ổn định thì bác sĩ tim mạch can thiệp nó có thêm cái công cụ hỗ trợ, đó là cái bóng động mạch chủ hoặc là các thiết bị hỗ trợ thất trái hoặc là tim phổi máy đấy, ECMO đấy, giống như là chúng ta đang chạy cho COVID ấy, nhưng mà bây giờ là hỗ trợ cho quả tim để giúp đỡ cho vấn đề huyết động, và trên cơ sở đó chúng ta có thể can thiệp được sớm hơn và lúc đó là cắt được cái cầu, được cái vòng xoắn bệnh lý, và trên cơ sở đó làm giảm được tỷ lệ tử vong cho người bệnh. Vâng, không biết ý kiến của thầy Dũng thế nào? Dạ vâng. Thì tôi cũng đồng ý thống nhất với ý kiến của thầy Quang. Tôi nhớ là khi mà cách đây khoảng 10 năm mà khi tôi đi dự cái hội nghị ACC Hoa Kỳ thì có một cái giáo sư rất là nổi tiếng báo cáo về cái điều trị choáng tim mà do nhồi máu tim cấp. Thì cái slide ông rất là hay. Như vậy thì chiến lược điều trị của choáng tim nhồi máu tim cấp là gì? Bấm một cái, tái tiêu máu cấp cứu, bấm tiếp một cái nữa cũng tái tiêu máu cấp cứu, làm luôn 5 cái. Như vậy là gì? Rõ ràng rằng là bệnh nhân đang choáng tim vì cơ tim không có máu tưới. Thì cái việc chúng ta phải tập trung là tái tiêu máu cơ tim thì cái choáng tim nó mới vượt qua được. Và đương nhiên là chúng ta để mà chúng ta đưa được bệnh nhân mà lên phòng thông tim mà làm thì các bạn phải hồi sức thôi, đâu có cách nào khác được. Bệnh nhân ngưng thở thì phải đặt nội khí quản rồi thở máy. Bệnh nhân tụt huyết áp thì đương nhiên mình phải nâng vòng mạch lên. Và mình phải mới đưa được tới cái phòng thông tim chứ. Còn không mà mình đỡ nguyên như vậy mà đẩy đi thì coi như là bệnh nhân là trên đường là xong rồi. Và giống như thầy Quang nói là khi đến tới nơi mà thấy huyết động học không, bắt buộc phải đặt luôn cái bóng nồi vào chỗ trước khi làm. Thì làm như vậy thì may ra mới cứu được bệnh nhân. Còn nếu mình không làm thì bệnh nhân chết chắc. Nhưng mà đương nhiên là như vậy thì cái việc mà ưu tiên và cái mục đích là phải tái thiếu máu cấp cứu. Còn
đang rối loạn huyết động mạch, đang ngưng tim, đang ngưng thở thì các bạn đương nhiên bắt buộc phải hồi sức rồi, chứ làm sao mà làm được trong lúc đó. Tôi hồi sức ổn định rồi đưa đi làm. Thì đó là cái câu trả lời. Xin cảm ơn phần trả lời của hai thầy. Một câu hỏi cũng rất là hóc búa. Và cũng ở các cái cơ sở hiện nay, ở các cái cơ sở mà đầu ngành như là bệnh viện Bạch Mai, viện tim mạch vân vân, thì các cái nguồn lực về y tế nó sẵn sàng, các cái phương pháp can thiệp cũng như là ECMO hay bóng nối xương động mạch chủ thì lúc nào cũng sẵn sàng và chúng ta có thể làm hết sức cho bệnh nhân. Tuy nhiên nếu mà ở các cái cơ sở mà thiếu thốn về nguồn lực thì có lẽ là vấn đề hồi sức nên được quan tâm ngay từ đầu. Và các bạn cũng như Phó sư Quang nói ngay từ đầu là chúng ta đừng ngần ngại là dùng các cái phương pháp gọi là telemedicine, gọi điện thoại, Viber hay Zalo và kết nối với các cái chuyên gia có nhiều kinh nghiệm hơn để xử trí. Lúc đó là phải cá thể hóa từng ca bệnh chứ không thể đưa ra một cái khuyến cáo chung cho tất cả những cái trường hợp đó, như đó được. Vâng ạ. Thưa thầy, một câu hỏi tiếp theo của bác sĩ Duy Văn đến từ Hà Nội. Thưa thầy, cho em hỏi những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim không rõ thời điểm, như là nhồi máu cơ tim của người già hoặc là những cơn đau ngực không điển hình, tai biến mạch não vân vân, thì chiến lược điều trị nên như thế nào? Có nên can thiệp chuyển đến các đơn vị can thiệp tất cả các bệnh nhân đó không, hay là tiếp tục duy trì điều trị nội khoa? Vâng ạ, xin cảm ơn thầy. Câu hỏi xin dành cho thầy Dũng ạ. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì cái câu hỏi của bạn đặt ra như vậy thì có vẻ như là nó liên quan tới nhồi máu cơ tim cấp, ST trên lên hay không trên lên thì là không rõ ràng rồi. Có thể là mình nghiêng về hướng của non-STEMI, tức là không ST trên lên nhiều hơn đó. Mình không rõ là nó có xảy ra lúc nào trên cái người lớn tuổi không rõ vân vân. Thì như vậy có lẽ là chúng ta sẽ xử trí hoặc là theo giống như là ST trên lên mình đến trễ. Tại vì mình không biết được cái thời điểm nào, hoặc là giống như là non-STEMI. Như vậy thì lúc đó thì người thầy thuốc, người bác sĩ phải đánh giá cái nguy cơ của bệnh nhân, cái phân tầng nguy cơ bệnh nhân, nó giống như non-STEMI. Nếu bệnh nhân đang suy tim, nếu bệnh nhân đang choáng, đang tụt huyết áp, đang rối loạn nhịp, đang bắt đầu những cái diễn biến nặng thì bắt buộc chúng ta phải chụp mạch vành ngay. Còn nếu bệnh nhân đang ổn định thì mình cũng sẽ chụp mạch vành, nhưng mà theo phân tầng nguy cơ thì mình làm từ từ cũng được, 2 giờ, 24 giờ, 72 giờ hoặc là sau đó thì mình cũng phải sẽ chụp để mình xác định cái tổn thương. Thì như vậy là khi mình không rõ, còn thí dụ mà ST đến trễ hẳn thì không nói, cái này mình không rõ thì mình cứ xem như là ST đến muộn hoặc là non-STEMI, thì cái thái độ xử trí chúng ta là phân tầng nguy cơ. Nếu thấy mà diễn biến đang nặng thì chúng ta phải làm ngay lập tức trong vòng 2 tiếng. Nếu thấy còn tạm ổn thì có thể là sau khi mình nạp thuốc đầy đủ, có thể là ngày hôm sau hoặc là 3 ngày sau mình làm cũng được. Thì cái ý kiến của tôi là như vậy. Mời thầy Quang bổ sung. Vâng ạ. Vâng, chúng tôi chỉ xin phép làm rõ thêm cái ý của thầy, của giáo sư Dũng một chút. Tức là thực ra đối với cả cái câu chuyện mà khi mà chúng ta làm can thiệp ý, thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải mở thông cái mạch vành đấy ra là càng sớm càng tốt. Và nếu mà ST chênh lên ý, thì cái chúng ta chấp nhận có thể có các cái biến cố, ví dụ như là chảy máu, có thể là suy thận vân vân, vì là cái lợi ích của việc mở thông một cái mạch vành lớn là rất nhiều. Thế thì tuy nhiên là cái nó phụ thuộc rất nhiều vào thời gian, và nếu mà nhồi máu cơ tim đến muộn thì hiệu quả bắt đầu giảm dần đi. Hoặc là một cái trường hợp mà non-STEMI là ST không chênh lên thì cái hiệu quả nó không rõ ràng. Thì lúc đấy chúng ta phải rất là cân đối với câu chuyện là các cái biến cố xảy ra là như thế nào. Và trong trường hợp này của bạn thì rõ ràng là bạn sẽ phải cần phải cân đối các cái nguy cơ. Chẳng hạn nếu bệnh nhân mà mới tai biến mạch não thì khi chúng ta dùng các cái thuốc trong lúc làm can thiệp chống đông, heparin vân vân, nó có làm chuyển dạng một cái tai biến mạch não đây, làm gia tăng xuất huyết hay không? Rồi mà bệnh nhân già cao tuổi thì chức năng thận nó có bị kém suy giảm đi không? Và cái lợi ích của việc chúng ta mở thông cái mạch vành này là như thế nào? Chẳng hạn nếu mà cái chức năng tim ép nó không bị giảm nhiều, không có rối loạn vận động vùng, men tim không thay đổi nhiều lắm, thì có thể cái hiệu quả mà chúng ta mở thông mạch vành tại thời điểm này không nhiều lắm. Và khi chúng ta cân đối được cái câu chuyện giữa lợi ích và nguy cơ rồi, thì chúng ta sẽ quyết định được cái thời điểm mà chụp là như thế nào. Chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí là nếu như mà cái tình trạng huyết động của bệnh nhân chẳng hạn như là tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, và chúng ta nghĩ rằng cái này liên quan trực tiếp đến cái nhồi máu cơ tim, dù là ST chênh lên hay không chênh lên, thì chúng ta vẫn nên xem xét cái câu chuyện mà làm cấp cứu để được tái thông được mạch vành. Còn nếu mà không phải là tình trạng cấp cứu đó thì chúng ta cứ nên cân đối hết sức bình tĩnh, cân nhắc giữa cái hiệu quả của việc làm cũng như là những cái nguy cơ của bệnh nhân, và trên cơ sở đó chúng ta sẽ quyết định. Vâng, xin cảm ơn thầy Quang. Vâng, cá nhân em thấy trong thực hành lâm sàng thì các cái trường hợp mà nhồi máu cơ tim đến muộn thì khá là phổ biến. Vì cũng tính chất của người Việt Nam là cũng phải đau mấy ngày rồi người ta mới đến viện.
và xử trí một trường hợp như thế thì cũng có nhiều bác sĩ ở tuyến đầu hay thậm chí là ở những tuyến chuyên sâu về tim mạch vẫn còn khá là nhiều băn khoăn, không biết là bây giờ thì nên điều trị nội khoa tiếp tục hay là bệnh nhân nào cũng cho đi can thiệp hết toàn bộ. Vâng, thì câu trả lời ở đây là chúng ta phải phân tầng nguy cơ và đánh giá cái huyết động, cái triệu chứng của bệnh nhân để đưa ra quyết định cuối cùng. Vâng, thưa thầy, một câu hỏi nữa từ một bác sĩ đến từ Hà Nội ạ. Thưa thầy, cho em hỏi, trong bài của thầy có đề cập tới cái tiêu chuẩn chẩn đoán nhồi máu cơ tim là men tim tăng trên Bách phân vị thứ 99. Và thầy có thể giải thích rõ hơn về cái mốc chẩn đoán này không, và thế nào là Bách phân vị thứ 99 ạ? Và cái tăng giảm động học men tim là bao nhiêu thì có ý nghĩa trong chẩn đoán? Vâng, vì chúng ta biết là động học của men tim rất là quan trọng trong chẩn đoán. Vâng, xin mời đấy. Vâng. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì cái thứ nhất á, đặc biệt là ngày hôm nay khi mà chúng ta sử dụng cái HS troponin, tức là men troponin siêu nhạy, thì chúng ta phải nhớ rằng khi mà mình lựa chọn cái từ siêu nhạy thì mình phải chú ý đến cái độ đặc hiệu. Một cái test mà càng nhạy thì độ đặc hiệu nó sẽ càng kém. Một cái test mà độ đặc hiệu càng cao thì độ nhạy nó sẽ càng thấp. Do đó thì đối với cái men HS troponin siêu nhạy thì người ta luôn luôn gọi là nhắc nhở mình, tức là men tim tăng và giảm là tiêu chuẩn bắt buộc. Tuy nhiên á, khi men tim tăng thì không có nghĩa là nhồi máu. Và do đó thì người ta đã nhắc mình rất rõ, nó không phải là myocardial infarction mà nó chỉ là myocardial injury, tức là tổn thương cơ tim thôi. Và như vậy chúng ta phải biện luận. Thì chúng ta phải biện luận, nó sẽ có hai cái biện luận. Cái biện luận thứ nhất là chúng ta biện luận cái trường hợp mà HS troponin tăng mạng tính. Như là ví dụ trên bệnh nhân suy thận thì người ta có thể tăng ví dụ 50, rồi ngày hôm nay chúng ta đo 50, chúng ta đo lại 55, một hôm sau đo là 49 chẳng hạn, tức là tăng không có biến đổi động học. Đó, thì cái đó là tăng mạng thì không phải là mạch vành cấp, vì nhồi máu tim cấp là phải tăng lên tới đỉnh rồi giảm xuống. Cái thứ hai là chúng ta phải biện luận với những trường hợp bệnh tim cấp khác, ví dụ như là viêm màng ngoài tim mà nó tổn thương lớp nội tâm mạc, hoặc là viêm cơ tim, hoặc là trong suy tim nặng, kể cả nhồi máu phổi v.v. thì cũng đều tăng HS troponin. Thì như vậy chúng ta phải chú ý luôn cái bệnh cảnh lâm sàng. Do đó các bạn mà thấy là khi mà ngày hôm nay các thầy giảng cái bài HS troponin thì luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng đầu tiên là phải đánh giá lâm sàng. Đánh giá lâm sàng và cái HS troponin chúng ta phải vận dụng trong bối cảnh lâm sàng, chứ không có vận dụng HS troponin đơn thuần. Cái đó thứ nhất. Cái thứ hai á, bạn nói là tăng bao nhiêu. Thì mỗi cái xét nghiệm HS troponin T hoặc Y nó đều có cái giá trị của nó. Và khi mà nó tăng, nếu mà nó tăng rõ và triệu chứng lâm sàng đầy đủ thì các bạn gần như có thể, và điện tâm đồ và rõ luôn thì các bạn có thể xử lý luôn mà các bạn không cần phải biện luận nhiều. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà không rõ thì chúng ta phải đánh giá cái sự biến đổi động học của nó. Thì ví dụ như là mình lấy theo cái khuyến cáo mà 0 giờ 3 giờ của Hội tim mạch châu Âu mà năm 2012 thì phải. Thì 0 giờ 3 giờ lúc đó Hội tim mạch châu Âu thì người ta đưa ra là khi mới vào làm, nếu nó chưa tăng thì sau 3 giờ các bạn thử lại, nếu nó tăng rõ, tăng trên 50% thì các bạn coi như là điển hình. Còn nếu nó đã tăng lỡ cỡ lần đầu, mà nếu nó đã tăng lỡ cỡ thì phải tăng tiếp tục trên 20% nữa. 20% nữa. Chứ còn cái mà tăng 1 hay 2 đơn vị thì nó phải là qua cái phác đồ sâu. Tuy nhiên thì qua cái thời gian mà của cái tiêu chuẩn đồng thuận toàn cầu và định nghĩa nhồi máu tim cấp lần thứ tư thì người ta lại nhấn mạnh cho mình thêm một cái chuyện nữa, là khi các bạn vào có thể thấy men tim nó lửng lửng, nó không tăng, thì coi chừng không, nó đang ở trên đỉnh á. Nó đang trên đỉnh, nghĩa là mình cứ theo cái thông thường mình là phải tăng giảm, nhưng mình thử lần thứ nhất là 40, lần thứ hai tôi nói ví dụ lần thứ nhất là 80 đi, lần thứ hai 85 mình loại nhồi máu thì cũng phải, hoặc là lần mình đang thử thì nó lại đang xuống, thì người ta cũng nhắc nhở mình những cái đó. Như vậy thì các bạn phải hiểu được cái chuyện là biện luận của HS troponin, chúng ta phải biện luận với cái thứ nhất tính chất động học của nhồi máu của tim cấp, như là tăng và giảm động học. Cái thứ hai mình phải phân biệt với những cái tình trạng khác, ví dụ bệnh nhân vô nhồi máu phổi, ví dụ bệnh nhân bị suy tim nặng, một cơn loạn nhịp vân vân, thì chúng ta phải cảnh giác cái chuyện mà nó tăng nó không phải là do thiếu máu của tim. Một cái thứ ba là biện luận với nhồi máu của tim cấp tiếp 2. Ví dụ như cái bệnh cảnh mà của khi nãy bạn nói là trên người 80 tuổi rồi vào viêm phổi, cái mình thử men tim nó tăng rồi lại đo điện tim thấy biến đổi, cái chẩn đoán là nhồi máu thì coi chừng nó không phải. Do đó thì ngày hôm nay biện luận HS troponin trong các cái bài báo cáo luôn luôn nhấn mạnh chúng ta phải đi từ lâm sàng trước, chứ không phải dựa trên con số để mà chẩn đoán. Thì xin mời thầy Quang có bổ sung cho một số ý kiến. Vâng ạ, chúng tôi hoàn toàn nhất trí với các ý kiến của thầy Dũng.
và phân hội tim mạch học can thiệp Việt Nam cũng như hội tim mạch cũng có một cái bản dịch khuyến cáo liên quan đến cái câu chuyện là cái đồng thuận mới về cái chẩn đoán nhồi máu cơ tim như thế nào. Bởi vì thực ra là rõ ràng là chúng ta phải kết hợp cái bệnh cảnh lâm sàng với cả cái chuyện tăng giảm troponin, vì troponin Y hoặc T siêu nhạy thì là những cái chỉ điểm sinh học mà có độ nhạy rất là cao và nó thay đổi rất là nhanh chóng khi mà có tổn thương cơ tim. Ví dụ những cái tình trạng như chúng ta đang nhắc đến hiện nay là COVID chẳng hạn, thì có tổn thương trực tiếp cơ tim là nó cũng tăng lên, và tăng lên đấy thì chưa hẳn đã là bệnh cảnh của cái nhồi máu cơ tim. Nên chúng ta phải kết hợp giữa cái bệnh cảnh lâm sàng, kết hợp theo điện tâm đồ mà cùng chẩn đoán. Troponin nó cho phép chúng ta nghĩ đến bệnh cảnh nó một cách nhanh hơn, sớm hơn, nhưng mà để xác định được có thực sự đấy là nhồi máu hay không thì lại còn phải đòi hỏi kết hợp thêm nhiều yếu tố khác. Xin cảm ơn Phó sư Quang và Phó sư Dũng. Vâng, thưa kính thưa quý đồng nghiệp, do thời lượng chương trình cũng chỉ gói gọn trong 1 giờ đồng hồ nên phần hỏi đáp trực tuyến xin khép lại tại đây. Tuy nhiên, các quý vị đồng nghiệp có thể xem lại nội dung của buổi tọa đàm trên trang fanpage và kênh YouTube của chương trình. Những câu hỏi gửi về sau vẫn sẽ tiếp tục được chúng tôi tiếp nhận và chuyển tới các chuyên gia khách mời. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia trao đổi và cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã nhiệt tình theo dõi và gửi các câu hỏi. Ngay bây giờ, chúng ta hãy đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang sẽ gửi tới các bạn quý đồng nghiệp những thông điệp cần lưu ý cho các nhà lâm sàng và bệnh nhân. Vâng, mời Phó giáo sư Quang. Vâng, thưa các bạn đồng nghiệp, sau cái phần trình bày hết sức là đầy đủ và chi tiết của Phó giáo sư Dũng về những cái thách thức và cơ hội trong vấn đề can thiệp nhồi máu cơ tim ST chênh lên, chúng tôi xin phép được truyền tải chung một cái thông điệp để dành cho các bác sĩ tim mạch của chúng ta. Rõ ràng là nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên là một cái cấp cứu tim mạch là nặng nề. Tuy nhiên là hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể điều trị được ổn và thậm chí có thể dùng một chữ là điều trị khỏi nếu như bệnh nhân đến sớm. Tuy vậy là cái xu hiện tại nó đã bắt đầu hơi dịch chuyển một chút. Trước đây chúng ta tập trung là tìm mọi cách để làm giảm tử vong ngắn hạn, tức là hạn chế được cái tử vong lúc bệnh nhân đến viện khi nhồi máu cơ tim. Thì bây giờ chúng ta cần phải nghĩ đến là làm thế nào để làm giảm được các biến cố về lâu dài. Thì không những là chúng ta mở thông mạch vành sớm để chúng ta hạn chế được cái tử vong do nhồi máu cơ tim cấp, chúng ta còn làm để làm giảm được cái suy tim sau nhồi máu. Chúng ta sử dụng các loại stent mới để không những để chúng ta giải quyết cái mảng xơ vữa đang bị nứt vỡ, mà chúng ta còn dùng để ngăn ngừa cái tái hẹp trong stent. Chúng ta dùng các cái phác đồ huyết khối mới không những là để ngăn ngừa cái tắc stent hoặc là cái ngăn chặn cái bậc thang đông máu trong nhồi máu cơ tim cấp, mà chúng ta còn để hạn chế được cái việc mà các cái biến cố lâu dài liên quan đến chảy máu cũng như là tắc mạch người bệnh. Thì như vậy nó có cái xu hướng dịch chuyển, và để dịch chuyển như vậy thì nó đòi hỏi tất cả các bác sĩ chúng ta đồng thuận cùng nhau cùng làm, phối hợp giữa các tuyến thì nó mới ổn. Thế thì tại ngay tuyến đầu tiên thì cái việc chúng ta cần làm nhất, và đó là cái phần mà như thầy Dũng đã chia sẻ, là rất nhiều bệnh nhân của chúng ta đã đến muộn bởi vì chúng ta đã không nghĩ nhồi máu cơ tim cấp. Vì thế cho nên là đối với cả tuyến đầu tiên, chúng ta cần phải nghĩ đến nhồi máu cơ tim cấp khi bệnh nhân có đau thắt ngực, hoặc là bệnh nhân có một triệu chứng tương đương, chẳng hạn một người già mà đang mệt thỉu, hoặc là tự nhiên lại giảm gắng sức rõ rệt, thì chúng ta cần phải nghĩ đến nhồi máu cơ tim cấp. Và lúc đó chúng ta nhanh chóng xác định bằng điện tâm đồ hoặc là bằng các cái chỉ điểm sinh học như là HS troponin T hoặc là Y để mà chúng ta phát hiện sớm được nhồi máu cơ tim. Và sau đó nếu chúng ta đã phát hiện được nhồi máu cơ tim rồi, đặc biệt là nhồi máu cơ tim ST chênh lên, thì chúng ta có thể làm ngay lập tức bằng điều trị các cái thuốc kháng huyết khối bao gồm có kháng tiểu cầu aspirin clopidogrel hoặc là aspirin với ticagrelor kết hợp với cả thuốc kháng đông, ví dụ như là heparin trọng lượng phân tử thấp. Chúng ta cho bệnh nhân dùng statin ngay lập tức thì như vậy nó sẽ tối ưu được các cái bậc thang đông máu cũng như là hạn chế được quá trình viêm. Và khi đó, khi chuyển lên tuyến trên, lúc chúng tôi được tiếp nhận bệnh nhân để làm can thiệp thì bệnh nhân sẽ được hưởng lợi một cách nhiều nhất. Thì như vậy cái điều trị trước viện là một cái thứ điều trị hoàn toàn chúng ta có thể làm được khi mà chúng ta tiếp cận được bệnh nhân tại nhà trên xe cấp cứu. Lúc chúng ta biết được ST chênh lên đến điện tâm đồ là chúng ta đã có thể làm được rồi, với những thuốc hết sức cơ bản và dễ có. Đối với cả điều trị cơ bản trong nhồi máu cơ tim cấp, khi mà cái mạch vành bị tắc thì đương nhiên can thiệp của ống thông sẽ là cái biện pháp điều trị cơ bản, và với phương châm là càng sớm càng tốt, càng toàn diện càng tốt. Đối với cả sốc tim thì hơi khác một chút, giống như phần chia sẻ của thầy Dũng lúc trước. Tuy nhiên là chúng ta cũng thấy là gì ạ? Là trong rất nhiều trường hợp vì lý do gọi là giao thông vận tải chúng ta đã không thể đến can thiệp sớm trong những thời điểm giờ vàng, thì lúc đó chúng ta hãy đừng quên thuốc tiêu sợi huyết. Thuốc tiêu sợi huyết là một cái biện pháp điều trị cơ bản đối với cả chúng ta ở tuyến cơ sở. Nhất là thuốc tiêu sợi huyết sẽ hạn chế được cái suy tim sau nhồi máu, vốn là một cái thứ mà đâu đó chúng tôi vẫn hết sức e ngại đối với cả những cái bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Và cái điểm cuối cùng là gì ạ?
là khi chúng ta đã tiếp nhận bệnh nhân, chúng ta làm can thiệp xong xuôi đâu đấy rồi, thì chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta cần phải tối ưu cái điều trị trước khi ra viện. Thì nhờ vậy mà các cái biến cố về lâu dài nó mới hạn chế được đi. Trong đó phải hết sức nhấn mạnh vào cái việc là chúng ta khuyên bệnh nhân bỏ thuốc lá. Cái này đôi khi chúng ta không làm và bệnh nhân hút thuốc lá trở lại thì nó sẽ gia tăng biến cố. Rồi chúng ta tối ưu cái phác đồ điều trị kháng huyết khối, ví dụ như là một thuốc kháng tiểu cầu hay hai thuốc kháng tiểu cầu kết hợp với kháng đông để ngăn ngừa cái biến chuyện chảy máu sau này. Rồi chúng ta tối ưu cái statin để ngăn ngừa tái hẹp, và đặc biệt là chúng ta tối ưu các cái thuốc ngay trong giai đoạn nhập viện trước khi ra viện thì chúng ta mới hạn chế được cái suy tim sau nhồi máu. Chúng tôi muốn nhấn mạnh cái câu chuyện này bởi vì là bây giờ tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim chúng ta làm khá là tốt, và tính trên chung trên toàn thế giới thì tỷ lệ tử vong liên quan đến nhồi máu cơ tim loanh quanh từ khoảng 7%, và ở Việt Nam chúng ta thì cũng đã đạt được loanh quanh cứ khoảng 7-8%. Như vậy chúng ta không hề kém. Tuy nhiên suy tim sau nhồi máu lại là câu chuyện khác, và chúng ta hãy nghĩ đến nó bởi vì cái xu thế bây giờ đã giảm, đã thay đổi. Thì đấy là những cái phần mà thông điệp chúng tôi muốn dành cho các cái bác sĩ. Tiếp theo là chúng tôi xin dành một vài phút ngắn hạn để dành một cái thông điệp để dành cho các cái bệnh nhân về tim mạch. Thì việc đầu tiên, chúng ta đừng chần chừ và hãy đến cơ sở y tế sớm nhất nếu mà có đau thắt ngực, kể cả trong thời kỳ Covid. Bởi vì là trong thời kỳ Covid, những số liệu đã cho thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta đến muộn và có rất nhiều bệnh nhân đến muộn thì tỷ lệ liên quan đến cái hội chứng vành cấp, biến cố như là tử vong hoặc là biến cố khác đã tăng lên. Và vì thế, cho dù là trong thời kỳ Covid, chúng ta đừng chần chừ, hãy đến cơ sở y tế. Và nếu các bạn lo ngại về vấn đề Covid thì các bạn điện thoại trước, liên lạc trước với cơ sở y tế để người ta hướng dẫn các bạn để có thể làm tốt hơn. Cái chi tiết thứ hai rất là quan trọng là rất nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp đến với chúng ta đến rất sớm, chúng ta được làm can thiệp rất là nhanh chóng, chúng ta cảm thấy mọi thứ rất là dễ dàng, người nhà thấy là sau bác sĩ vừa giải thích nặng một cái, sau đó đã thấy là ổn rồi. Thì đúng là nó đã có thể xử trí được rất tốt, tỷ lệ tử vong đã giảm xuống. Nhưng cho dù như vậy, nó vẫn hoàn toàn có thể có biến chứng trong giai đoạn cấp sau khi chúng ta làm tốt xong. Thì cái điều đấy là chúng ta hãy hiểu, hãy thông cảm với các bác sĩ để mà cùng phối hợp. Điểm thứ ba, mặc dù chúng ta tốn rất kém rất là nhiều tiền bạc cho việc tái thông mạch vành, nhưng đó chỉ là điều trị trong giai đoạn trước mắt, nhưng về lâu dài vẫn phải là điều trị nội khoa và thay đổi lối sống. Cho nên là cái việc cơ bản nhất là chúng ta tuân thủ điều trị, đến tái khám đúng hẹn, thì nhờ vậy chúng ta mới có thể ngăn ngừa được cái tiến triển và biến cố của bệnh. Và đấy là những cái thông điệp mà Phó Giáo sư Dũng cũng như tôi muốn chia sẻ đến các cái bạn đồng nghiệp cũng như là đến những bệnh nhân tim mạch của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn phần thông điệp của Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Quang, và thời lượng của chương trình cũng đã không còn. Một lần nữa xin cảm ơn Phó sư Tiến sĩ Hồ Thượng Dũng và Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Quang đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian ngày nghỉ cuối tuần để tham gia với chương trình. Quý vị lưu ý, chương trình Tâm điểm sẽ được thực hiện trực tuyến trong thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần trên nhiều nền tảng livestream khác nhau. Chủ đề của buổi tọa đàm trực tuyến Tâm điểm 2020 số thứ 9 đó là bệnh tim mạch ở người đái tháo đường. Quý vị hãy chia sẻ thông tin với các bạn đồng nghiệp khác để cùng tham dự. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Hiện có gần nửa tỷ người mắc bệnh đái tháo đường trên thế giới, chiếm từ 8 đến 9% số người trưởng thành. Trong đó 90% số ca đái tháo đường type 2 hay type không phụ thuộc insulin. Đái tháo đường gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch do xơ vữa, với ước tính người mắc đái tháo đường sẽ xuất hiện bệnh tim mạch 15 năm, trung bình sớm hơn so với người không mắc bệnh. Và các biến cố tim mạch cấp cũng như mạn tính là nguyên nhân dẫn tới 2/3 tử vong hay tàn phế ở bệnh nhân đái tháo đường. Lợi ích của kiểm soát đường máu chỉ có thể tối ưu khi được đặt trong tổng thể kiểm soát hệ thống các yếu tố nguy cơ tim mạch, trong đó nhấn mạnh đến tăng huyết áp và rối loạn lipid máu dựa trên những trị liệu đã được thực chứng soi sáng. Điều trị bệnh tim mạch ở người đái tháo đường có những đặc điểm riêng và không phải tất cả mọi khía cạnh đều đã được hiểu biết thấu đáo. Hãy đến với Tâm điểm số 9 cùng với chuyên gia nội tiết và tim mạch hàng đầu bàn về bệnh tim mạch ở người đái tháo đường. We'll be right back.
Hội Tim Mạch Việt Nam trân trọng giới thiệu chuỗi hội thảo trực tuyến về tim mạch. Tâm điểm 2020, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về chuyên ngành tim mạch học. Nơi trao đổi, tương tác đa phương tiện với những chuyên gia tim mạch hàng đầu về những chủ đề khoa học và thực hành mới nhất của chuyên ngành. Nơi tổng hợp những kiến thức về tim mạch học cho các bác sĩ và bệnh nhân. Đồng hành, đồng sứ mệnh, tâm điểm 2020. Hứa hẹn sẽ là diễn đàn trực tuyến hot nhất được phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến của Hội Tim Mạch Việt Nam. Tâm điểm 2020 phát sóng 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 năm 2020. Ấn phẩm truyền hình hàng đầu của Hội Tim Mạch Học Quốc gia Việt Nam. Tin tức chất lọc, cập nhật, thấy gì trong dòng thác thông tin. Kiến thức chuyên sâu, giá trị thực tiễn. Tâm điểm 2020. Đồng hành, đồng sứ mệnh. Hội Tim Mạch Việt Nam trân trọng giới thiệu chuỗi hội thảo trực tuyến về tim mạch. Tâm điểm 2020, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về chuyên ngành tim mạch học. Nơi trao đổi, tương tác đa phương tiện với những chuyên gia tim mạch hàng đầu về những chủ đề khoa học và thực hành mới nhất của chuyên ngành. Nơi tổng hợp những kiến thức về tim mạch học cho các bác sĩ và bệnh nhân. Đồng hành, đồng sứ mệnh, tâm điểm 2020. Hứa hẹn sẽ là diễn đàn trực tuyến hot nhất được phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến của Hội Tim Mạch Việt Nam. Tâm điểm 2020 phát sóng 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 năm 2020. Ấn phẩm truyền hình hàng đầu của Hội Tim Mạch Học Quốc gia Việt Nam. Tin tức chất lọc, cập nhật, thấy gì trong dòng thác thông tin. Kiến thức chuyên sâu, giá trị thực tiễn. Tâm điểm 2020. Đồng hành, đồng sứ mệnh.